Long uy chiến thần, Uy Long, Huy Vũ. Chương 571 nhà họ Chu đều là một lũ ngu ngốc. Khi nhà họ Chu biết được việc Lệ Uy Long là một vị tướng năm sao, lúc đầu cũng không bình tĩnh được. Lệ Uy Long, sao có thể là tướng năm sao được? Giọng bà Chu run rẩy. Đúng vậy, thật sự không thể hiểu được, một kẻ bỏ đi thực sự là một tướng năm sao. Chu Lệ Ngọc hoảng sợ nói. Thật không thể tưởng tượng được chuyện này làm sao có thể? chuyện này khẳng định không phải là sự thật. trong lòng tô ánh tuyết cực kỳ khủng hoảng, không muốn tin con rể cũ của mình lại là tướng năm sao. lúc này những người đứng ngoài bắt đầu chế giễu nhà họ chu, đó là do nhà họ chu các người có mắt như mù, có được một người con rể tuyệt vời như vậy, lại không biết quý trọng, đuổi lê uy long và chu nhược mai ra khỏi nhà họ chu. đúng vậy, vừa rồi bà chu còn nhắc đi nhắc lại chuyện cắt đứt quan hệ với chu nhược mai đã vạch ra ranh giới rõ ràng, không cho cô ấy bước vào nhà họ Chu nửa bước. Nói đùa vậy thôi, Chu Nhược Mai là vợ của tướng năm sao, còn muốn trở về nhà họ Chu hay sao? Nhà họ Chu mời họ trở về, bọn họ cũng không nhất định muốn quay về đâu. Tôi nghĩ bây giờ nhà họ Chu hẳn là hối hận đến xanh ruột rồi, vừa rồi nói đoạn tuyệt như vậy, giờ cũng không có đường để quay rồi. Những người nhà họ Chu này vừa rồi chỉ muốn làm mất mặt Chu Nhược Mai nhưng không ngờ rằng chính mình là người bị đánh vào mặt tôi nghe nói trước kia là ông chu đã muốn lê uy long làm con rể ông chu thật có mắt đúng vậy nhớ năm đó ông chu còn sống nhà họ chu nở mày nở mặt đến nhường nào hiện tại ông chu không còn nữa nhà họ chu do một đám phụ nữ làm chủ càng ngày càng thua kém đúng vậy hiện tại nhà họ chu như một đám hề gió chiều nào xoay chiều ấy đều là bởi vì những người phụ nữ nịnh hót có mắt không tròng này nhà họ chu suy tàn rồi nếu như nhà họ Chu không cắt đứt quan hệ với Chu Nhược Mai, không đuổi Lê Uy Long ra khỏi nhà họ Chu, còn có thể dựa vào Lê Uy Long, một người làm quan cả họ được nhờ, đáng tiếc họ không biết quý trọng. Nếu ông Chu còn ở đó, nhà họ Chu tuyệt đối sẽ không nằm trong tình cảnh như này, nhà họ Chu hoàn toàn có thể dựa vào thế lực của Lê Uy Long, trở thành gia tộc danh tiếng của Đại Long. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều không thể cứu vãn được rồi. Xem ra, để phụ nữ làm gia chủ thật không thích hợp. Audio điện tử võ tấn bền Đúng vậy, tổ ánh viết cũng vậy, cho rằng tập đoàn DZ của con gái mình không còn nữa, không còn giá trị lợi dụng nữa, còn vội vàng nói chủ tịch Hân không phải là con gái ruột của mình. Hiện tại, cô ta muốn nhận lại con gái, làm sao có thể được nữa. Chu lệ ngọc kia giống như một con chim, từ nhỏ cô ta đã ngang ngược càn quấy, luôn cảm thấy bản thân mình ghê gớm lắm, nói về nhan sắc và tài hoa thì cô ta không bằng một phần 10 chị gái Chu Nhược Mai. Nghe được những người xung quanh nói, cả nhà họ Chu đều đỏ mặt tía tai, không có chỗ để chui vào. Bởi vì những người đứng xem đều nói chúng tim đen, nói đúng chỗ đau, làm họ không thể phản bác được. Họ muốn tát vào mặt Chu Nhược Mai, nhưng họ không ngờ rằng cuối cùng mình là mới là người bị tát. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng Thờ ơi nhìn những người ngoài chế diễu nhà họ Chu, hai người không muốn thêm dầu vào lửa cũng không mở miệng chế diễu nhà họ chu, có thể tha thứ được thì tha thứ, họ cũng không muốn làm khó nhà họ chu. nếu hiện tại chính mình cũng chế diễu nhà họ chu thì xem ra mình cũng không có tố chất rồi. các cô không muốn chấp nhận với những người ở nhà họ chu, tính toán chi ly với bọn họ. những người ngoài cuộc này thật ra cũng chỉ là những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. vừa rồi khi chu nhược mai bị mất mặt, bọn họ liền đứng về phía nhà họ chu, còn cố tình thêm dầu vào lửa. Hiện tại nhìn thấy chồng của Chu Nhược Mai là tướng năm sao, lập tức đứng về phía cô, đối với nhà họ Chu hết lời châm chọc. Bà Chu lúc này mặt đã trắng xanh, hô hấp dồn dập. "Bà ơi, cháu cảm thấy thân phận tướng năm sao của Lê Uy Long là giả, bà không cần phải tức giận." Lúc này, Trần An Khang liền nói. Trần An Khang vừa nói xong, mọi người xung quanh lập tức im lặng, không hiểu vì sao anh ta lại nói ra những lời vậy. Lê Vinh Thiên sao có thể là tướng năm sao giả? vừa rồi rõ ràng cậu ta mang đồng phục có đính năm ngôi sao lớn mà bà chu nói bởi vì đại long của chúng ta hiện nay chưa từng trao tặng năm sao cho vị tướng nào nếu có trao tặng một việc lớn như vậy tại sao chúng ta không nghe nói gì trần an khang nói nghe được những lời này của trần an khang nhà họ trụ trợt bừng tỉnh không sai ở đại long thời hiện đại chưa từng có tướng năm sao chắc chắn là lê uy long giả mạo tướng năm sao Tuy rằng đồng phục của cậu ta có 5 ngôi sao lớn, nhưng cũng không thể chứng minh được điều gì, khẳng định là do cậu ta tự dán lên. Phan Thiên lúc này cũng nói. Thì ra là tướng năm sao giả, vừa rồi làm bà sợ muốn chết. Bà Chu rốt cuộc thở vào nhẹ nhóm, sau đó nói với mọi người, các người đừng làm ẩm ý, Lệ Uy Long này luôn thích giả mạo, còn giả mạo những nhân vật lớn, cậu ta không phải là tướng năm sao đâu. Tô Ánh Tuyết cũng nhanh chóng nói, không sai, Lệ Uy Long đã làm con rể của tôi 3 năm, nó có tính cách như thế nào tôi đều biết, nó luôn thích giả mạo người khác. Trước kia còn không phải từng giả mạo hổ soái sao? Đúng vậy, loại người này ngay cả hổ soái còn dám giả mạo, hiện tại chỉ là giả tướng năm sao, đây xem như đã kiềm lại rồi. Thúy Hỏa cũng nói. Đúng vậy. Lệ Uy Long nếu không giả mạo người khác một ngày thì sẽ không thoải mái, mọi người không cần lo lắng. Hiện tại cậu ta chỉ là giả mạo tướng năm sao, không giả mạo hộ xóa đã xem như rất khiêm tốn rồi. Chu Lệ Ngọc nói tất cả mọi người đều biết Đại Long của chúng ta hiện tại vẫn chưa phong thưởng cho một tướng năm sao nào. Lệ Huy Long cho rằng chúng ta không biết nên mới giả mạo nhưng không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy. Chu Hoàng Lâm nói loại người như anh ta quá tôn thờ sự hư vinh nếu không phải sợ bị chém đầu nói không chừng ngay cả Long chủ cũng dám giả mạo. Chu Thế Huy cũng nói những người xung quanh nghe được nhà họ Chu đến lúc này còn hoài nghi Lê Uy Long là tướng năm sao giả mạo, tất cả đều sướng sờ, nhìn nhà họ Chu giống như một đám ngốc. Những người nhà họ Chu thật là hết thuốc chữa, đã đến lúc này vẫn còn hoài nghi Lê Uy Long giả mạo tướng năm sao, tôi quả thật là bó tay. Đúng vậy, sao bọn họ không nghĩ đến nếu Lê Uy Long là tướng năm sao giả, thì tại sao lại có nhiều xe bọc thép hộ tống như vậy? Tại sao một tướng 4 sao như Vũ Hải lại mở cửa xe cho cậu ta? lại còn được các tướng lĩnh cao cấp cúi chào nữa. Những người nhà họ Chu này thật là một đám ngu ngốc. Ngay cả chuyện này cũng dám hoài nghi, bọn họ có bản lĩnh sao không đi giả mạo tướng năm sao thử xem. Đúng vậy, Trần An Khang và Phan Thiên cũng dám nghi ngờ thực lực của Lê Uy Long, bọn họ còn dám hoài nghi thân phận tướng năm sao của anh ta. Hai người này cũng giống như nhà họ Chu, đều là một lũ ngu ngốc. Nếu một người dám giả mạo tướng năm sao, đừng nói đến việc được toàn thể tướng sĩ cúi chào, Tôi dám cam đoan rằng cậu ta còn chưa kịp tới đây thì đã bị bắn chết rồi. Những người xung quanh thật sự không thể nhịn được nữa, lần lượt cười nhạo nhà họ Chu. Chương 572 nhà họ Chu hối hận. Trần An Khang, Phan Thiên, cùng với nhà họ Chu đều nghe thấy những lời này của những người xung quanh, lập tức như tỉnh dậy từ trong mộng, liền cảm thấy Lê Uy Long thật sự là tướng năm sao, bọn họ đều mặt đỏ tai hồng, tất cả đều trở nên khủng hoảng. Nhưng mà theo bà được biết hiện tại Đại Long thật sự không có tướng năm sao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bà Chu Jun dày hỏi. Chuyện này có chút kỳ lạ, chẳng lẽ là bí mật trao tặng sao? Trong trường hợp này, nếu không phải là tướng năm sao thật sự, ai lại dám mặc đồng phục như vậy? Mặc kệ Lê Uy Long có phải là tướng năm sao thật sự hay không, anh ta có thể để Vũ Hải đích thân mở cửa xe, hơn nữa còn được toàn thể tướng sĩ cúi chào, điều này chứng tỏ rằng địa vị của anh ta còn cao hơn tướng 4 sao Vũ Hải. Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi. Người nhà họ Chu cùng với Trần An Khang, Phan Thiên đều cảm thấy những điều mà mấy người này nói đều rất có lý, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Trong lòng bà Chu lúc này hối hận cực kỳ, nếu sớm biết cháu rể là tướng năm sao thì nhất định sẽ đối xử với nó thật tốt. Chỉ là, ai có thể nghĩ đến một kẻ bất tài vô dụng như vậy lại có thể trở thành tướng năm sao chứ? Hiện tại bà ta không thể không khâm phục người chồng đã chết cách đây 3 năm của mình sao ông ấy lại có mắt nhìn người như vậy đã chiêu mộ được một vị tướng năm sao ở rể nhà họ chu đặt nền móng cho sự phát triển của gia tộc họ chu thế nhưng bà lại nhiều lần đuổi lê uy long đi một ván bài tốt đều bị hủy dưới tay bà nếu nhà họ chu có một vị tướng năm sao làm con rể thì nhà họ chu sẽ hết sức hùng mạnh nếu lê uy long còn ở nhà họ chu nói không chừng cửa nhà họ chu sớm đã bị dẫm nát bởi những quan chức cấp cao đến viếng thăm rồi tô ánh tuyết lúc này cũng vô cùng hối tiếc đã từng có một người con rể tuyệt vời như vậy ở bên cạnh chính mình lại không quý trọng nếu ông trời có thể cho cô ta thêm một cơ hội nhất định cô ta sẽ xem lê uy long như bảo bối mà che chở tuy nhiên trên đời không có thuốc hối hận chu lệ ngọc cũng tràn đầy sự hối hận nếu biết anh rể của mình lợi hại như vậy cô ta đã hoàn toàn có thể dựa vào danh xương tướng năm sao của anh rể để vượt qua rất nhiều người có một anh rể là tướng năm sao khẳng định sẽ có rất nhiều người thông qua mình để nịnh bợ vị tướng năm sau này. Đến lúc đó Chu Lệ Ngọc muốn cái gì những người khác còn không ngoan ngoãn đưa tới sao. Nhưng bởi vì chính mình có mắt không tròng, nhiều lần chế nhạo Lê Uy Long và Chu Nhược Mai. Chính cô ta đã trực tiếp cắt đứt đường lui của mình, mọi thứ không thể cứu vãn được nữa. Thúy Họa, Chu Hoàng Lâm, Chu Thế Huy lúc này cũng rất hối hận và hoảng sợ. Những năm gần đây bọn họ đều đắc tội với Lê Uy Long, có phải lần này anh ta trở về là để trả thù không? Trong toàn bộ gia tộc họ Chu, chỉ có Chu Hòa là không thẹn với lòng, bình tĩnh và thoải mái. Ông rất vui khi biết con rể mình là tướng năm sao. Ông vui mừng không phải vì muốn lợi dụng thân phận của Lê Uy Long để trục lợi, mà là bởi vì Lê Uy Long là tướng năm sao thì con gái mình chắc chắn sẽ được bảo vệ tốt và có một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ cần con gái của mình hạnh phúc là ông ấy có thể yên tâm rồi. Cho tới lúc này, ông ấy rốt cuộc cũng hiểu tại sao bố mình lại nhất định muốn Lê Uy Long làm con rể, muốn Chu Nhược Mai kết hôn cùng anh. Lê Uy Long mới thật sự là rồng trong loài người. Trần An Khang và Phan Thiên lúc này vô cùng hoảng sợ, bởi vì bọn họ đắc tội với người không nên đắc tội, nếu như Lê Uy Long muốn ghi thù, tự mình giết người còn dễ hơn giết một con kiến. Những người ngoài cuộc nhìn thấy Trần An Khang, Phan Thiên cùng với người nhà họ Chu đã sợ tới nỗi sắc mặt trắng bệch, liền tiếp tục thêm mắm dặm muối nói móc bọn họ. Thật không biết người nhà họ Chu này đang nghĩ gì, lần trước Lệ Uy Long đã cử hành đám cưới gây chấn động thành phố Quốc Hòa, bọn họ còn không nhìn ra Lệ Uy Long rất có thực lực, còn tưởng rằng anh ta là kẻ bất tài, còn khinh thường anh ta. Đúng vậy, từ đám cưới gây chấn động lần trước, đã sớm nhìn ra Lệ Uy Long là một người vô cùng ngang ngược, thế nhưng người nhà họ Chu cũng thật tài giỏi, ngang nhiên đuổi Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai ra khỏi nhà họ Chu, hơn nữa còn đoạn tuyệt quan hệ. Ngoại trừ đám cưới gây chấn động thành phố quốc hòa ra, Lệ Uy Long còn tổ chức một lễ truy điệu thật long trọng cho bố nuôi anh ta, hơn một vạn tướng sĩ đến đây tế bái, đội hình to lớn như vậy, người nhà họ Chu còn không nhìn ra thực lực của Lệ Uy Long, thật không biết họ nghĩ như thế nào. Người nhà họ Chu đúng là một lũ ngu ngốc, bao gồm cả việc hồi nãy, Lệ Uy Long đã liên tục ba lần thể hiện thực lực mạnh mẽ, mà người nhà họ Chu còn hoài nghi Lê Uy Long là tướng năm sao giả, thật là hết thuốc chữa nghe người đứng bên ngoài nói càng làm cho nhà họ chu xấu hổ lúc này một trong những người đứng xem nói rằng những người nhà họ chu chắc giờ này đang tiếc đứt ruột rồi chúng ta cũng đừng nói bọn họ nữa làm người phải khoan dung độ lượng ngộ nhỡ người nhà họ chu có thể được lê uy long tha thứ làm chi lê uy long một lần nữa trở lại nhà họ chu với lại nhà họ chu cũng không phải là người mà chúng ta có thể đắc tội được nên tích đức để tránh rước họa vào thân người nói vô ý người nghe cố tình khi bà Chu nghe những gì người ngoài cuộc nói, dường như mới tỉnh mộng, bừng tỉnh nhận ra. Chỉ cần được Lê Uy Long tha thứ, làm anh ta một lần nữa trở lại nhà họ Chu, tiếp tục ở nhà họ Chu làm con rể, nhà họ Chu vẫn có thể một bước lên trời, trở thành gia đình hạng nhất ở Đại Long. Sau khi hiểu ra điều này, bà Chu lập tức nói với tất cả con cháu trong nhà rằng, mọi người đừng ngẩn người nữa, mau nhận sai với Chu Nhược Mai, cầu xin sự tha thứ của nó bà chu nhìn thấy lê uy long đã đi tới phía bờ biển bên kia có trọng binh canh gác mặc dù biết những người này không thể tới gần nhưng muốn lấy lòng lê uy long hiện tại chỉ có thể cầu xin chu nhược mai tha thứ trước chỉ cần ăn nói xong với chu nhược mai có được sự tha thứ của cô ấy như vậy lê uy long cũng không làm khó được người nhà họ chu bởi vì lê uy long luôn rất nghe lời của vợ chỉ cần chu nhược mai nói một câu chắc chắn lê uy long sẽ tha thứ cho nhà họ chu muốn được Lê Uy Long tha thứ, trước tiên phải có được sự tha thứ của Chu Nhược Mai. Những người nhà họ Chu không có bản lĩnh gì, nhưng bản lĩnh xoay theo chiều gió thì bọn họ giỏi nhất. Nghe được bà Chu nói xong, bọn họ lập tức tỉnh ngộ. Vì vậy, người nhà họ Chu đều tới xin lỗi Chu Nhược Mai, cầu mong có được sự tha thứ của cô ấy. Nhược Mai, con là đứa bé mà mẹ đã nuôi nấng từ khi còn nhỏ, làm sao mẹ có thể cắt đứt quan hệ với con chứ? Cứ coi như con không phải con gái ruột của mẹ đi chăng nữa, thế nhưng mẹ nuôi con nhiều năm như vậy, từ lâu đã xem con là con gái ruột. Vừa nãy mẹ nói con như vậy, là mẹ sai, con không cần để ở trong lòng." Tô Ánh Tuyết mở miệng trước. "Chị, thật ra ở trong lòng em, chị mãi là người chị tốt của em, chị luôn tốt hơn em về mọi mặt, em vẫn luôn tự hào vì có một người chị như chị. Những lời nói lúc nãy chỉ là mẹ đùa với chị thôi, chị có tấm lòng rộng lượng, nhất định phải tha thứ cho em." Chu Lệ Ngọc cũng cầu xin Chu Nhược Mai tha thứ. Chương 573 tôi sẽ xây dựng lại tập đoàn DJ. Chu Nhược Mai không ngờ người nhà họ Chu lại vô liêm sỉ như vậy, thực sự trở tay không kịp. Các người năm lần bảy lượt muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi, không muốn có con gái như tôi, cũng không muốn có người chị như tôi, hiện tại biết Lệ Uy Long là tướng năm sao, liền ngay lập tức muốn lấy lòng tôi. Đúng là không biết xấu hổ, chưa từng thấy ai đáng xấu hổ như các người. Chu Nhược Mai tức giận nói. Tô Ánh Tuyết và Chu Lệ Ngọc nghe được Chu Nhược Mai nói như vậy, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Nhược Mai, mới vừa rồi là do chúng ta sai, bà nội cũng xin lỗi cháu rồi, mong cháu sẽ không để lời nói lúc trước của chúng ta vào trong lòng. Cháu mãi mãi là người nhà họ Chu, mãi mãi là cháu gái tốt của bà, cháu hãy tha thứ cho bà được không? Vì để có thể mang Lê Uy Long quay về nhà họ Chu, bà Chu cũng không tiếc cái mặt già này, nói xin lỗi với cháu gái chỉ cần có thể khiến lê uy long trở lại nhà họ chu nhà họ chu có thể hô mưa gọi gió thăng quan tiến chức muốn cái gì có cái đó khuôn mặt già này thì có là gì các người không cần nói tới những chuyện đó tôi sớm đã bị các người làm cho sợ hãi tôi là một đứa con gái bị các người đối xử với tàn nhẫn như vậy mỗi lần tôi trở nên suy sụp các người lập tức tới châm chọc tôi tôi sẽ không tha thứ cho các người chu nhược mai không còn một chút cảm tình nào với bọn họ cho dù là bà nội cầu xin cũng không được. "Chị à, bà nội là trưởng bối của chị, bà cũng đã mở miệng xin lỗi chị rồi, chị không thể tuyệt tình như vậy. Nếu không, người ngoài sẽ cảm thấy chị vô tình vô nghĩa, là một người bất hiếu." Chu Hoàng Lâm nói. "Đúng vậy, Nhược Mai, nhiều người ở bên ngoài nhìn như vậy. Bà nội cũng đã lớn tuổi rồi, tất cả người nhà họ Chu, đến ngay cả tôi cũng đã chủ động nhận sai, xin lỗi cháu, nếu cháu không tha thứ cho chúng ta, người khác sẽ nhìn cháu như thế nào chứ? Thúy Hỏa bắt đầu chơi bài đạo lý. Nhưng mà, Chu Nhược Mai cũng không chịu bỏ qua, cười lạnh nói, khi Lệ Uy Long chưa phải là người quyền cao chức trọng, các người luôn tìm mọi cách để cười nhạo tôi. Bây giờ biết Lệ Uy Long đã là tướng năm sao, các người lại tìm mọi cách để lấy lòng tôi. Các người đúng là gió chiều nào theo chiều đấy, chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Người nhà họ Chu nghe Chu Nhược Mai nói xong, sắc mặt lúc trắng lúc hồng, Nhược Mai, mặc kệ nói như thế nào, nhà họ Chu chúng ta luôn hoan nghênh cháu và Lê Uy Long trở về. Hiện tại tập đoàn Di của cháu đã không còn rồi, chỉ cần cháu chấp nhận quay về nhà họ Chu, bà sẽ lập tức để cháu tới tập đoàn Chu Thị làm việc, hơn nữa còn cho cháu làm chủ tịch của Chu Thị. Chỉ cần có thể dựa vào ngọn núi lớn Lê Uy Long này, nhà họ Chu sẽ hô mưa gọi gió, muốn cái gì mà không có, một tập đoàn Chu Thị thì có là gì. Chồng tôi là tướng năm sao, Sao lại đi thèm một vị trí chủ tịch chu thị nhỏ nhoi này? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ xây dựng lại tập đoàn DG." Chu Nhược Mai nói. Bà Chu cùng người nhà họ Chu, tất cả đều á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, có một người chồng là tướng năm sao thì hẳn là không xem tập đoàn Chu thị nhỏ nhoi vào mắt. "Tú Hằng, chúng ta đi." Chu Nhược Mai thật sự không muốn nhìn thấy bộ mặt khó coi của người nhà họ Chu nữa, cô muốn rời khỏi nơi này được nguyễn tú hằng lập tức kéo tay của chu nhược mai rời đi thiên thành và hà ngọc lan nhìn thấy chu nhược mai rời đi liền lập tức đi theo sau bảo vệ cô những người thuộc đội đặc nhiệm và hộ vệ cũng lập tức đi theo nhược mai đừng đi mà nhược mai cháu không thể mặc kệ nhà họ chu được con gái chờ mẹ với chị à chờ một chút người nhà họ chu thấy chu nhược mai rời đi liền lập tức đuổi theo những hộ vệ ở phía sau lập tức ngăn cản người nhà họ chu không được tới gần một gã hộ vệ quát to người nhà họ chu lập tức sững sờ không dám xông lên nhược mai là con gái tôi tôi muốn gặp nó tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với nó mau để tôi qua đó tô ánh tuyết nói không được bà lê không phải là người mà các người muốn gặp là có thể gặp được mau về đi hộ vệ đó nói Người nhà họ Chu thấy nhiều hộ vệ bảo vệ Chu Nhược Mai như vậy thì sướng sờ. Cho đến bây giờ, những người nhà họ Chu này mới tỉnh ngộ. Chu Nhược Mai là vợ của tướng năm sao, thảo nào luôn có nhiều hộ vệ đến thế. Từng người từng người nhà họ Chu đều hối hận không thôi, hận mình quá ngu dốt, không nhận ra thân phận của Chu Nhược Mai sớm hơn một chút. Những người hộ vệ đó thấy người nhà họ Chu không dám đi theo nữa thì lập tức đuổi theo Chu Nhược Mai, bảo vệ chặt chẽ. Sau khi Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng rời đi thì về thẳng biệt thự Tinh Nguyệt. Bởi vì biết chồng mình là tướng năm sao nên Chu Nhược Mai càng không muốn gây thêm phiền phức cho Lệ Uy Long, vẫn nên ở trong nhà thì tốt hơn. Lệ Uy Long đi cùng với Vũ Hải kiểm duyệt phòng tuyến ở vùng duyên hải. Theo tin tình báo mới nhất, lúc này, đoàn chiến hạm của Liệt Ưng quốc và Cự Hùng quốc đã áp sát đến hải phận phía nam rồi. Tổng đốc, hiện tại chủ lực của quân địch đã áp sát hải phận phía nam của chúng ta rồi. Anh mau quay về khu vực chiến đấu đi." Vũ Hải nói. "Không vội, tối nay tôi muốn ở biệt thự Tinh Nguyệt một đêm." Lê Uy Long nói. "Tổng đốc, hiện tại địch đã đến trước mặt rồi, quốc hòa quá nguy hiểm, anh không thể ở lại biệt thự Tinh Nguyệt được. Trụ sở chính của khu vực chiến đấu không thể thiếu anh được, anh phải quay về để chỉ huy." Vũ Hải không ngờ Lê Uy Long lại muốn quay về biệt thự Tinh Nguyệt, vội khuyên nhủ. "Khu vực chiến đấu đã có phó tổng đốc kiệt canh giữ rồi, không cần lo lắng." tôi muốn ở lại biệt thự tinh nguyệt đích thân ở quốc hòa chỉ huy tác chiến lê uy long nói tổng đốc không thể được đâu quân địch sẽ lập tức tràn vào hải phận phía nam quốc hòa sẽ trở thành chiến trường anh ở biệt thự tinh nguyệt sẽ vô cùng nguy hiểm vũ hải tiếp tục khuyên ngăn các chiến sĩ ở tiền tuyến vùng duyên hải đánh địch tôi có thể chạy trốn đến khu vực chiến đấu được sao ý tôi đã quyết rồi tối nay sẽ ở lại biệt thự tinh nguyệt tôi muốn sống cùng sống chết cùng chết với quốc hòa Lê Uy Long nói: "Vũ Hải thấy Lê Uy Long kiên quyết muốn ở biệt thự Tinh Nguyệt như vậy nên cũng không dám khuyên nhiều nữa, đành phải nói: "Được rồi, vậy tôi ở biệt thự Tinh Nguyệt với anh." Lê Uy Long toát mồ hôi hột, nói: "Biệt thự Tinh Nguyệt là nhà tôi, ông ở nhà tôi làm gì chứ?" "Anh là tổng đốc, là hổ soái về quốc đứng đầu Đại Long, tôi phải đi theo anh chứ." Vũ Hải nói như một lẽ dĩ nhiên. "Tôi không cần ông theo tôi, ông phải quay lại chi nhánh khu vực chiến đấu phía Nam để chỉ huy." Lê Uy Long nói. Được thôi, vậy anh phải chú ý an toàn đấy. Vũ Hải cũng cảm thấy mình là khách không mời mà đến, cứ như vậy ở nhà Lê Uy Long thì không hay lắm. Ngộ nhỡ hổ soái muốn cùng vui vẻ với vợ của anh, mình đến nhà người ta ở thế chẳng phải là làm phiền người ta à. Lê Uy Long dẫn theo hơn 1.000 hộ vệ về biệt thự tinh nguyệt, còn Vũ Hải dẫn quân của mình quay lại chi nhánh khu vực chiến đấu phía nam. Trường 574 khiến Chu Nhược Mai thân bại danh liệt nhà họ chu lúc này người nhà họ chu đã quay về nhà ai ai cũng ủ rũ chán trường vì không được chu nhược mai tha thứ nên mọi người bắt đầu chỉ trích chu nhược mai lúc này chu hòa nói sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đầu hà tất phải làm thế nếu trước đây mọi người không chua ngoa cay nhiệt như vậy mà đối tốt với nhược mai và lê uy long một chút thì có thể rơi vào bước đường hôm nay hà bà cụ chu nghe chu hòa nói thế thì lập tức nổi giận chu hòa con có ý gì bây giờ con thấy chúng ta ăn quả đắng nên con rất vui có phải không bọn mẹ có gì sai chứ nếu lê uy long không che giấu thân phận nói với mọi người nó là tướng năm sao từ sớm thì mọi người sẽ đối xử với nó như thế à muốn trách thì phải trách nó không thành thật không công khai thân phận của mình chứ bà cụ chu nói chu hòa thấy mẹ mình vẫn cố chấp như vậy thì không muốn nói thêm gì nữa anh cả không phải em nói anh chứ Nhược Mai thành ra thế này đều là tại anh dạy nó không nghiêm, chỉ bảo không đúng cách nên mới khiến nó phản nghịch như thế, trở nên mất hết tính người thế này. Thúy Họa nói, Chu Hòa cạn lời, rõ ràng là họ khiến Nhược Mai vô cảm với họ, giờ lại quay sang trách mình. Lúc này, Tô Ánh Tuyết nói, Chu Nhược Mai đã vô tình với chúng ta như thế, vậy thì chúng ta cũng không cần phải khách sáo với nó nữa. Chẳng phải nó cậy thế nó có chồng là tướng năm sao mà ngạo mạn sao. Đột nhiên con nghĩ đến một cách, có thể khiến nó thân bại danh liệt. Tô Ánh Tuyết nói, cách gì, bà cụ Chu nói, con vô cùng nghi ngờ, Lệ Uy Long là một tên tổng đốc tham sống sợ chết, hạ lệnh cho chiến hạm của Đại Long rút lui chứ không chiến đấu. Tô Ánh Tuyết nói, vừa dứt lời, mọi người đều sững sờ. Sau đó, Tô Ánh Tuyết lại nói tiếp, chẳng phải bây giờ dân cả nước đang chửi tên tổng đốc không chịu chống giặc kia là quân bán nước sao? Chỉ cần để dân cả nước biết Lệ Uy Long chính là tên tổng đốc hại nước hại dân, gan nhỏ như chuột kia tự khắc sẽ có rất nhiều người lên tiếng phê phán cậu ta đến lúc đó cậu ta sẽ giống như chuột qua đường người người đánh đập chu nhược mai cũng sẽ bị liên lụy khi đó nó còn có thể ngạo mạn được nữa hay sao nghe tô ánh tuyết nói thế người nhà họ chu như tỉnh ngộ đúng với tính cách của tên hèn lê uy long chắc chắn là cậu ta đã hạ lệnh rút lui chúng ta phải khiến cho hai vợ chồng nó trở thành tội đồ của dân không trốn dung thân người nhà họ chu mặt mày hớn hở vô cùng phấn khích chu hòa thấy người nhà lại muốn làm cho lê uy long và chu nhược mai thân bại danh liệt lập tức lo lắng mọi người không thể thế này được nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng có thể có hậu quả gì chứ bà cụ chu nói nói thế nào thì lê uy long cũng là tướng năm sao cho dù thật sự hạ lệnh rút lui thì chắc chắn cũng có lý do của cậu ấy mọi người vu khống tướng năm sao như vậy cẩn thận rước họa vào thân chu hòa nói nực cười lẽ nào tướng năm sao là có thể tùy tiện giết người à mẹ biết con muốn giúp cậu ta và chu nhược mai nhưng hai vợ chồng nó quá ngạo mạn bọn nó đã bất nhân thì chúng ta cũng bất nghĩa bà cụ chu vẫn khăng khăng làm theo ý mình đúng dù sao hai vợ chồng nó cũng không để chúng ta sống tốt thì chúng ta cũng không cần phải để bọn nó sống yên thân tô ánh tuyết nói quyết định vậy đi chúng ta loan tin lê uy long chính là thống đốc không ngăn địch ra ngoài chỉ trong một đêm là có thể khiến hai vợ chồng nó thân bại danh liệt rồi. Thúy Họa nói, biệt thự tinh nguyệt, lúc Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đang chơi bóng trên sân, đột nhiên tiếng động như rung chuyển cả đồi núi từ dưới chân núi chuyển đến. Hai người hơi kinh ngạc, nhìn xuống chân núi. Chỉ thấy một đoàn xe dài đang chạy về phía biệt thự, rõ ràng đều là xe jeep, xe quân dụng và nhiều xe bọc thép. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng vui mừng khôn xiết, nhìn khí thế này thì chắc chắn là lê uy long quay lại rồi quả nhiên lúc đoàn xe đó đến họ lần lượt xuống xe các hộ vệ lần lượt canh giữ xung quanh sau đó lê uy long bước ra từ một chiếc xe jeep chu nhược mai không ngờ trước trận chiến lê uy long còn tranh thủ về nhà cô lập tức vừa kinh ngạc vừa vui mừng mà lê uy long không nói lời nào đi thẳng một mạch về phía chu nhược mai ở sân bóng rổ chu nhược mai thấy lê uy long đi qua nhịp tim đột nhiên tăng nhanh nhược mai anh về rồi đây lê uy long lại gần cô nói chu nhược mai nhìn thấy tướng năm sao lê uy long trở về trong lòng rất phấn khích nhưng ngay lập tức bình tĩnh trở lại nói đại chiến đang ở trước mắt anh không phải chỉ huy trận chiến sao sao lại về đây làm gì anh nhớ em nên muốn về để xem em lê uy long nói anh là tướng năm sao sao lại không nói sớm với em tại sao lại giấu em chu nhược mai trách móc hỏi anh đã sớm nói với em rồi nhưng em lại luôn cho rằng anh đang khoác lác anh còn có thể làm gì nữa đây lê uy long vô tội nói chu nhược mai á khẩu không nói nên lời quả thật lê uy long đã từng nói qua với mình nhưng lúc đó còn không thèm tin mà còn mắng anh thật không ngờ mỗi câu nói của lê uy long đều không phải khoác lác mỗi câu đều là thật thân phận tướng năm sao lớn như thế em không tin cũng là chuyện bình thường mà với cả em đã không tin như thế rồi sao anh không nói thêm mấy lần nữa chứ chu nhược mai nói anh không phải kiểu người thích khoe khoang chẳng hay ho chút nào nếu anh cứ luôn nói tôi là tướng năm sao lê uy long nói vậy tại sao anh lại truyền tin chuyện thân phận tướng năm sao này ra chứ đấy không phải là khoe khoang sao chu nhược mai nói cô hiện tại bây giờ lại suy tính hơn thiệt rồi Cô lo lắng thân phận tướng năm sao của Lê Uy Long sau khi được công khai với toàn dân thành quốc hòa thì sẽ có rất nhiều phụ nữ chạy đến bám lấy chồng cô. Bây giờ chiến tranh đã nổ ra rồi, tình thế cấp bách, anh không thể mãi tỏ ra kém cỏi như thế được. Lê Uy Long nói. Ngoài thân phận tướng năm sao, anh còn có thân phận nào khác dấu em không? Chu Nhược Mai hỏi. Danh hiệu của anh có nhiều lắm, anh là hổ soái về quốc, là chiến thần Thiên Long và là người chỉ huy cuộc tác chiến chống lại tổng đốc này. Lệ Uy Long cảm thấy đến lúc này rồi, cũng không cần phải giấu vợ của anh làm gì nữa nên đã nói hết tất cả thân phận của mình cho cô biết. Chính tay nghe Lệ Uy Long nói ra thân phận lợi hại của mình cả Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đều cảm thấy bị chấn động. Mặc dù cả Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đều biết Lệ Uy Long là hổ soái nhưng hai người họ không hề hay biết hai thân phận còn lại kia của anh. Anh thực sự là hổ soái về quốc ư? Chu Nhược Mai không kiềm chế được mà nói. Đúng vậy, anh chính là hổ xoái về quốc Đại Long, hơn nữa còn là hổ xoái về quốc đứng đầu Đại Long. Lệ Uy Long đã công khai thân phận của mình rồi nên chuyện gì anh cũng nói hết ra. Lệ Uy Long một lời nói hết ra, Nguyễn Tú Hằng bị kích động, hai chân mềm đi và bỗng dưng choáng váng. Chu Nhược Mai nhanh tay nhanh mắt đã đỡ lấy cô. Tú Hằng, cậu làm sao thế? Chu Nhược Mai căng thẳng hỏi. Tớ vừa nãy bị kích động quá rồi. Tớ là vợ của anh ấy, tớ còn không kích động như thế, Cậu kích động để làm gì chứ? Chu Nhược Mai không nói lên lời, bởi vì cậu có một người chồng lợi hại như thế, sau này tớ có thể cáo mượn oai hùng rồi nên có chút kích động như thế đấy. Nguyễn Tú Hằng có chút ngại ngùng giải thích, chẳng phải chúng ta đã sớm biết anh ấy là hổ soái về quốc rồi sao? Bình tĩnh đi, chẳng có gì kích động đâu. Chúng ta tuy đã biết anh ấy là hổ soái về quốc rồi nhưng chúng ta không hề biết anh ấy là hổ soái về quốc đứng đầu mà. Hổ soái về quốc đứng đầu Đại Long Tên như ý nghĩa, là một người trên vạn người, dưới một người. Tớ không thể kích động sao được, Nguyễn Tú Hằng nói. Nghe thấy Nguyễn Tú Hằng nói như thế, Chu Nhược Mai cũng hơi không bình tĩnh được. Cô nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, chồng của mình ấy vậy mà lại chính là một người dưới một người, đứng trên vạn người. Chương 575 về giường mà ân ái với nhau. Lệ Uy Long, thân phận của anh hiển hách như vậy, muốn cô gái của nhà nào mà chẳng có, tại sao lại cưới một cô gái bình thường gia đình hàng hai như em. Chu Nhược Mai lại bắt đầu hỏi đến vấn đề này. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, tình yêu thì không liên quan gì đến thân phận hay địa vị cả. Anh yêu em vì năm đó trong lúc anh tuyệt vọng nhất, em đã cứu anh và mẹ của anh." Lê Uy Long nói. "Anh vì báo đáp tri ân ơn cứu mạng nên lấy thân báo đáp chứ không phải là vì tình yêu chứ gì." Chu Nhược Mai có chút tức giận nói. "Anh nào có lấy thân báo đáp, hiện tại không phải chúng ta vẫn chưa có gì sao?" lê uy long ngại ngùng nói sao anh lại dám nói những lời này trước mặt tú hằng chứ mặt chu nhược mai đỏ bừng chẳng phải cô ấy cũng biết chúng ta không có gì rồi sao nói ra cũng không đau lòng lê uy long nói được thôi vậy em muốn biết ngoài việc cứu mạng anh ra thì rốt cuộc anh còn yêu em ở điểm gì bất cứ điểm gì của em anh đều yêu hết lê uy long nói nói rõ ràng cụ thể hơn đi đừng có mà qua loa miễn cưỡng với em Chu Nhược Mai nói, em là một cô gái thiện lương, tốt bụng, mặt xinh và cả vóc dáng cũng đẹp nữa. Lê Uy Long nói, em chỗ nào đẹp, cả vóc dáng có chỗ nào đẹp. Bất kỳ cô gái nào cũng thích được nghe lời khen từ người mình yêu, Chu Nhược Mai cũng không phải ngoại lệ vì thế cô càng muốn Lê Uy Long nói rõ ràng hơn nữa. Khuôn mặt hồng, còn cái má lúm thu hút người khác, đôi mắt to tròn, lông mi dài, tất cả đều đẹp lê uy long không ngờ rằng bản thân mình bị bại lộ thân phận rồi không được chu nhược mai khen mà ngược lại còn đi khen ngợi cô chu nhược mai nghe thấy lê uy long nói như thế trong lòng rất ngọt ngào lại cũng có chút ngại ngùng nhưng cô vẫn chưa hài lòng lại nói những gì anh vừa nói đều là ngoại hình thế vóc sáng thì sao em là người đẹp nhất thành phố quốc hòa này không cần phải nói chi tiết hơn nữa chứ đúng không lê uy long lần đầu tiên nhận xét vợ mình Cảm thấy thật xấu hổ nếu tiếp tục nói chi tiết nữa. Nói tiếp, em vẫn muốn tiếp tục nghe, Chu Nhược Mai nói. Tiếp sau đây, anh hơi ngại, Lê Uy Long nói. Anh phải tiếp tục nói, nếu không em sẽ nghi ngờ anh không thật sự yêu em. Đối diện với người chồng là hổ xoái về quốc đứng đầu, cô hiện tại có chút không tự tin nên vẫn thực sự rất muốn nghe rốt cuộc Lê Uy Long yêu mình vì cái gì. Người em trước sau lồi lõm rất cân xứng, ngực của em, Lê Uy Long nói đến đây thì khuôn mặt đã đỏ bừng lên rồi. Lưu manh, cứ nhìn chằm chằm vào những chỗ đó của người ta, không thèm nói nữa. Chu Nhược Mai dậm chân, vừa xấu hổ vừa tức giận Lê Uy Long. Cô hoàn toàn không ngờ rằng Lê Uy Long lại bình luận về bộ phận đó của mình, ngay lập tức cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Anh cũng đâu muốn nói đâu, là em ép anh nói mà. Lê Uy Long vô tội, lê uy long và chu nhược mai trước mặt nguyễn tú hằng nói chuyện này làm cho nguyễn tú hằng muốn sụp đổ luôn rồi hai người lại phát cầu lương rồi hai người có chú ý đến cảm nhận của người độc thân là tôi đây không tôi thật không chịu đựng nổi hai người rồi nếu hai người mà muốn ân ái thì hãy lên giường mà ân ái mau mau về phòng đi tôi ở đây canh giữ cho hai người nguyễn tú hằng đã không chịu nổi được nữa rồi lập tức đề nghị cho lê uy long và chu nhược mai về giường mà ân ái với nhau nhất thời cả lê uy long và chu nhược mai cực kỳ lúng túng không nghĩ tới nguyễn tú hằng lại có thể nói ra loại chuyện này mặc dù hai người đã tình trong như đã mặt ngoài còn e đã sớm quyết định tối nay sẽ đem chuyện giữ vợ chồng thường làm với nhau kia hoàn thành cho xong nhưng lại bị nguyễn tú hằng nói ra thẳng mặt như vậy ngược lại khiến hai vợ chồng có chút ngượng ngùng tú hằng cậu nói nhăng nói cuội gì đó a à? hiện tại tớ chưa nghĩ đến chuyện đó đâu mặt chu nhược mai đỏ tới tận mang tai lý nhi nói Nhược Mai, chuyện tình của hai người các cậu đã kéo dài 3 năm rồi. Chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa, nhanh chóng sinh một đứa bé cho tớ vui đùa chút đi." Nguyễn Tú Hằng nói. "Cậu nghĩ chuyện này là chuyện chơi sao? Vậy thì cậu tự mình sinh đi." Chu Nhược Mai nói. "Tự mình tớ có thể sinh được sao?" Nguyễn Tú Hằng than vãn. "Cậu có thể tìm một người chồng giúp cậu sinh." Chu Nhược Mai nói. "Tớ cũng muốn tìm lắm chứ, nhưng là vừa thấy Uy Long đã lỡ xa chân rồi." đều do chồng cậu quá yêu tú, khiến tớ nhìn đám nam nhân khác ai cũng không vừa mắt vậy phải làm thế nào đây chứ?" Nguyễn Tú Hằng nói. Nhất thời Lệ Uy Long chảy cả mồ hôi lạnh, cái này cũng có thể trách mình. Chu Nhược Mai cũng toát mồ hôi hột, chẳng lẽ bản thân của mình cũng mê luyến chồng của mình sao? "Nhược Mai, cả đời này tớ cũng không lập gia đình nữa, tớ sẽ sống cùng cậu." Nguyễn Tú Hằng lại nói. "Sống cùng tớ làm gì? Tớ không thể sinh con cho cậu." Chu Nhược Mai cảnh giác hỏi, trong đầu nghĩ chẳng lẽ thật sự phòng bị bản thân đề phòng mất cắp sao? Chồng cậu yêu tú như thế này, tớ cũng muốn đi theo cậu cùng nhau hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nguyễn Tú Hằng nói, tôi trung thành vì nước, hai tay trong sạch, sẽ không có chút vinh hoa phú quý nào cho cô hưởng thụ đâu. Lê Uy Long nghiêm chỉnh nói, được rồi, hai người các cậu đều muốn đuổi tớ đi như vậy, vậy tớ sẽ dọn đi là được chứ gì? Nguyễn Tú Hằng biểu môi nói tôi nói muốn đuổi cô đi hồi nào cô đi gì mà đi lê uy long lạnh lùng nói mặc dù anh chưa nói ra miệng nhưng trong lòng các người nhất định muốn tôi rời đi nguyễn tú hằng phản bác hiện tại chiến tranh sắp tràn vào rất nhanh quốc hòa sẽ trở nên hỗn loạn chỗ nào cô cũng không được đi phải ở đây cùng nhược mai lê uy long nói chẳng lẽ hai người không sợ tôi ở đây sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng của hai người sao nguyễn tú hằng hỏi không có ảnh hưởng gì cả, chúng tôi làm chuyện của chúng tôi, cô làm chuyện của cô." Lệ Uy Long nói. "Ý anh là tối nay anh sẽ động phòng với Chu Nhược Mai?" Nguyễn Tú Hằng kinh ngạc hỏi. "Tôi, tôi không phải có ý này." Lệ Uy Long bị Nguyễn Tú Hằng vạch trần tâm tư, nhất thời có chút lúng túng. Hai người là vợ chồng, cũng là lớn rồi, muốn làm thì làm không cần phải xin lỗi tớ như vậy đâu. "Tối nay tôi sẽ qua phòng khác ngủ, hai người làm chuyện của hai người đi." Tôi đảm bảo sẽ không quấy rầy hai người đâu." Nguyễn Tú Hằng nói. Chu Nhược Mai nghe thấy Nguyễn Tú Hằng nói như vậy, mặt lại đỏ lên, miệng nói một nẻo lòng nghĩ một nẻo nói, "Tú Hằng, cậu đừng có nói bậy bạ, tớ nói muốn cùng anh ta làm cái chuyện kia hồi nào." "Nhược Mai, chúng ta là bạn thân của nhau, cậu không cần phải gạt tớ. Trong lòng cậu nghĩ gì cậu tự biết, cậu đừng có giả vờ nữa, nhanh nhanh quay về phòng cùng Lê Uy Long tạo ra đứa nhỏ đi." Nguyễn Tú Hằng nói hiện tại tớ chưa muốn sinh con chu nhược mai cúi đầu nói tại sao nguyễn tú hằng hỏi bởi vì nếu sinh con vóc người sẽ thay đổi sẽ trở nên cực kỳ khó coi chu nhược mai tìm đại một lý do nhưng mà lê uy long dù sao cũng là hổ soái hộ vệ đứng đầu đại long cậu cũng không thể để cho anh ta bị tuyệt hậu chứ hổ phụ sinh khuyển tử con của hai người nhất định sẽ rất yêu tú nguyễn tú hằng nói được rồi trước khoan hãy nói đến những chuyện này chuyện sinh con sau này hãng nói. Chu Nhược Mai cảm thấy rất mắc cỡ, không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Chương 576 em đến phòng anh một chút đi. Nhược Mai, không nên đợi thêm nữa, chuyện này phải nắm chặt, càng nhanh càng tốt. Nguyễn Tú Hằng nói, anh ấy che giấu thân phận của mình với tớ lâu như vậy làm cho tớ rất tức giận, vì thế tạm thời tớ không muốn để ý đến anh ấy nữa. Chu Nhược Mai gắt giọng, Nhược Mai, anh giấu em cũng có được bao lâu, Ba năm trước, sau khi anh giải ngũ về quê thì chưa từng dùng tới thân phận này. Thân phận này của anh là do lúc trước Thiên Thành nhận lệnh mời anh xuống núi giúp đỡ anh mới khôi phục lại thân phận. Giá như anh vẫn còn là hổ soái về quốc giống như ba năm trước, nhất định anh sẽ không để em chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy. Lê Uy Long nói, đến lúc này Chu Nhược Mai mới nhớ ra, thì ra trong bữa tiệc lần đó đột nhiên có người vừa chạy tới vừa gọi hổ soái về quốc đó cũng không phải là đang diễn mà là sự thật mà ba năm nay Lê Uy Long vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, đó là bởi vì anh ấy đã giải ngũ về quê, trong tay không có chút binh quyền nào. Được rồi, lúc nãy chẳng phải anh đã nói, lần này anh ra ngoài là để làm kháng chiến chống lại tổng đốc đúng không? Nguyễn Tú Hằng lại hỏi. Đúng vậy, Lê Uy Long nói. Nói như vậy người lệnh cho chiến hạm Đại Long rút lui là anh sao? Nguyễn Tú Hằng lại hỏi. Chính là do tôi hạ lệnh, Lê Uy Long nói. Vậy tại sao anh lại làm như vậy? Anh có biết tin tức chiến hạm Đại Long rút lui vừa truyền ra ngoài ở quốc hòa có bao nhiêu người nói anh vô dụng không thể chống chọi nổi với Tổng đốc hay không? Nguyễn Tú Hằng hỏi. Đây là tin cơ mật, sao một người con gái như cô lại có thể hỏi loại vấn đề này? Tốt nhất là cô đừng tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa. Lê Uy Long lạnh lùng nói. Nguyễn Tú Hằng thấy biểu cảm lạnh lùng của Lê Uy Long, nhất thời không rét mà run, không dám tiếp tục hỏi đến những chuyện này nữa. Cô biết, mình chỉ là một cô gái bình thường lại đi hỏi những chuyện liên quan đến cơ mật như vậy quả thật có chút không ổn. Tốt lắm, chúng ta cũng đừng đứng ở đây nói chuyện nữa, nhanh chóng vào trong biệt thự rồi từ từ nói sau. Chu Nhược Mai thấy bầu không khí hiện tại có chút không đúng vội vàng nói. Được, vì vậy, Lệ Uy Long liền cùng Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đi vào trong biệt thự. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng biết được Lệ Uy Long là hổ soái về quốc đứng đầu tại Đại Long trong lòng vẫn luôn cực kỳ vui vẻ, hai người cũng không dám tiếp tục để Lê Uy Long phải xuống bếp nấu cơm cho họ. Mà các cô lại từ tay xuống bếp làm cho Lê Uy Long một bữa cơm đầy phong phú. Đây là lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua Chu Nhược Mai nấu cơm cho Lê Uy Long. Mặc dù tay nghề rất bình thường, nhưng mà Lê Uy Long ăn vô cùng ngon miệng. Bởi vì đây là lần đầu tiên anh được ăn đồ ăn do chính Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng làm cho mình. Bởi vì Lê Uy Long đã quay lại, tất nhiên Hà Ngọc Lan cũng không cần bảo vệ Chu Nhược Mai ngủ nữa. Lệ Uy Long mang đám hộ vệ kia về, tất cả đều canh giữ ở bên ngoài biệt thự. Đã có nhiều hộ vệ như vậy, Thiên Thành vừa mới lên tướng ba sao rốt cuộc cũng không cần làm bảo tiêu nữa, anh ta có thể trở về quán rượu nghỉ ngơi rồi. Hà Ngọc Lan cùng những người thuộc đội đặc nhiệm kia ở lại bảo vệ Chu Nhược Mai mấy đêm liền, cũng rất mệt mỏi vì thế cũng cùng nhau trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Đến buổi tối lúc đi ngủ, Nguyễn Tú Hằng một mực giật dây để Chu Nhược Mai và Lê Uy Long ở cùng một phòng với nhau, nhưng Nguyễn Tú Hằng càng kết hợp như vậy, Chu Nhược Mai lại càng xấu hổ bảo nhất định phải ngủ cùng với Nguyễn Tú Hằng, làm cách nào cũng không chịu ở chung phòng với Lê Uy Long. Đến lúc nửa đêm, Chu Nhược Mai nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, nhất thời trong lòng liền cả kinh. Ai vậy? Chu Nhược Mai cảnh giác hỏi. Nhược Mai, là anh, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lê Uy Long. Biết được là Lê Uy Long gõ cửa, Tâm hồn thiếu nữ của Chu Nhược Mai lại giật mình, tim đập thình thịch vừa hưng phấn vừa khẩn trương hỏi, đã trễ thế này, tìm em có chuyện gì? Em đến phòng anh một chút đi, anh có chuyện muốn nói với em. Ngoài cửa lại truyền tới giọng nói đầy gợi cảm của Lê Uy Long. Chu Nhược Mai nghe thấy Lê Uy Long nói như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bất an kèm theo rung động, anh ấy nhất định là không có ý gì tốt. Rốt cuộc anh có chuyện gì thế? Ngày mai hắn tìm em không được sao? Chu Nhược Mai cảm thấy là con gái, vẫn nên thận trọng một chút thì hơn. Nếu không, vừa bị Lê Uy Long gọi một cái mà cô đã ngoan ngoãn qua đó thì thật là không biết xấu hổ. Chuyện này vô cùng quan trọng, thời gian lại gấp gáp, anh không thể trì hoãn thêm được nữa. Nếu đợi đến ngày mai thì không còn cơ hội nữa, đêm nay anh nhất định phải làm cho xong. Lê Uy Long có chút lo lắng nói. Chu Nhược Mai nhìn thấy Nguyễn Tú Hằng đã ngủ rồi, không bị đánh thức, cô liền thở phào nhẹ nhõm cô cũng không dám giả vờ thận trọng thêm nữa, lỡ như cô ngồi trong phòng nói với ra ngoài làm tú hằng tỉnh giấc thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thực ra cô cũng muốn cùng với Lê Uy Long sớm giải quyết cho xong chuyện đã trì hoãn từ lâu. Thế là cô nhẹ nhàng đứng dậy, gión rén rời khỏi giường trong bộ đồ ngủ rồi lặng lẽ mở cửa phòng. Sau khi mở cửa phòng, Chu Nhược Mai nhìn thấy Lê Uy Long vẫn đang đứng ngoài cửa, đột nhiên nhịp tim cô lại đập nhanh liên hồi. Anh lo là em không đi ra nên đứng ở đây đợi em ra rồi anh mới về phòng. Lê Uy Long nói. Anh im lặng đi, đừng nói chuyện, về phòng trước rồi hãng nói. Chu Nhược Mai lo rằng âm thanh của Lê Uy Long sẽ làm Nguyễn Tú Hằng tỉnh giấc, vì thế nên cô không cho anh nói. Lê Uy Long chỉ có thể im lặng. Sau đó, Chu Nhược Mai và Lê Uy Long như hai tên trộm gión dén đi về phía phòng của anh. Vừa vào phòng anh và nghĩ đến việc sắp xảy ra thì nhịp tim cô lại bắt đầu tăng nhanh muộn thế rồi còn gọi em đến phòng anh, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Chu Nhược Mai bắt đầu hỏi dò. Lúc nãy anh có nghiên cứu về cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên nhưng lại có rất nhiều chỗ không hiểu, nên là anh muốn nhờ em chỉ dạy một chút. Lê Uy Long nói, cái gì, anh tốn công tốn sức nửa đêm gọi em đến phòng anh chỉ để hỏi về vấn đề kiếm pháp. Vẻ mặt Chu Nhược Mai hết sức kinh ngạc hỏi, nếu không thì em nghĩ rằng anh tìm em gấp gáp như vậy là vì chuyện gì chứ? Lê Uy Long hỏi ngược lại. Chuyện là vừa nãy ở trong phòng, anh đột nhiên nảy ra ý định muốn đem cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên ra nghiên cứu một chút, sau đó liền phát hiện kiếm pháp của nó đều có liên quan đến cờ tướng, mà tài đánh cờ của bản thân cũng không giỏi, có rất nhiều chỗ không thể lý giải, vậy nên anh muốn nhờ vợ chỉ dạy một chút. Bởi vì Chu Nhược Mai chính là vua cờ tướng thế hệ mới ở Đại Long, tài nghệ của cô đã đạt tới đỉnh cao, ván cờ cuối cùng ở cánh cổng đá cũng là do cô phá giải cô chắc chắn có thể hiểu được kiếm pháp của cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên nếu như ngay cả cô cũng không thể hiểu được vậy thì trên thế giới này cũng chẳng có ai có thể lý giải không phải anh nói không muốn học cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên sao bây giờ sao đột nhiên lại muốn học chu nhược mai có chút tức giận nói vốn dĩ tưởng rằng lê uy long nửa đêm gọi cô đến là vì muốn cùng cô làm chuyện đó không ngờ rằng anh lại là vì nghiên cứu kiếm phổ thử hỏi cô có tức giận không chứ bởi vì cuộc đại chiến đang đến gần anh lại không thể dùng vũ khí có tính hủy diệt lớn nên anh nghĩ rằng những loại kiếm pháp này có thể sẽ có tác dụng vì vậy anh muốn tranh thủ thời gian luyện một chút lê uy long nói anh đúng là nước đến chân mới nhảy nhỉ bây giờ mới luyện thì có luyện thành được không chu nhược mai thật không còn gì để nói dù sao thì anh cũng không có việc gì để làm cứ luyện trước đã hãng nói ngộ nhỡ luyện thành thì sao lê uy long nói nghe thấy lê uy long nói như vậy trong lòng Chu Nhược Mai càng tức giận hơn. Cái tên không hiểu chuyện tình cảm này thì có thể làm ra chuyện gì được chứ? Không phải vẫn đang còn chuyện quan trọng chưa làm hay sao? Em chỉ là một cô gái bình thường, lại càng không phải là cao thủ kiếm thuật gì cả, em có thể chỉ dạy cho anh được cái gì chứ? Anh tìm nhầm người rồi." Chu Nhược Mai vô cùng tức giận mà nói. "Mặc dù em không phải là cao thủ kiếm thuật, nhưng em là cao thủ cờ tướng mà. Vừa nãy anh có xem qua một chút" phát hiện mỗi chiêu trong 9 chiêu thức hiên viên kiếm đều có liên quan mật thiết đến bộ môn cờ tướng, vì thế nên anh muốn nhờ em giúp anh một chút. Trong đầu Lê Uy Long bây giờ chỉ nghĩ đến việc luyện kiếm, nào đâu biết đến lý do vì sao Chu Nhược Mai lại tức giận. Chẳng lẽ bản thân nửa đêm cực khổ luyện kiếm lại sai sao? Thì ra là như vậy, Chu Nhược Mai cuối cùng cũng hiểu rồi, hóa ra kiếm thuật của 9 chiêu thức kiếm hiên viên có liên quan đến cờ tướng, vậy nên Lệ Uy Long mới nhờ cô chỉ dạy chương 577 chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu. Ừm, nếu như anh có thể hiểu được thì anh cũng đã không làm phiền em lúc nửa đêm như thế này rồi. Lê Uy Long nói, đã muộn như vậy rồi, chẳng lẽ ngày mai hãng nghiên cứu cũng không được sao? Chu Nhược Mai nói, ngày mai anh còn rất nhiều việc cần phải làm, hoặc có thể sang ngày mai cuộc đại chiến sẽ bắt đầu, vậy nên anh muốn tranh thủ thời gian trong đêm nay luyện một chút. Những lúc cần thiết anh có thể dùng kiếm giết địch, Lê Uy Long nói anh là tướng năm sao, dưới trường anh còn bao nhiêu là tướng giỏi, chẳng lẽ còn phải để anh đích thân đi giết địch sao? Chu Nhược Mai nói, chuyện đánh trận rất khó nói, kẻ địch lại quá mạnh, thành phố quốc hòa có thể sẽ biến thành chiến trường, và lại chiến tranh đô thị cũng không phải là không có khả năng xảy ra, tóm lại dù sao luyện kiếm cũng là một việc tốt. Lê Uy Long nói, thôi được rồi, cho em xem cuốn kiếm phổ kia một chút đi. Chu Nhược Mai cũng cảm thấy lời nói của Lê Uy Long có chút đạo lý, liền quyết định cùng anh nghiên cứu một chút. Suy cho cùng thì cô cũng hy vọng chồng mình sẽ trở nên mạnh hơn, nếu luyện thành công thì sau này cũng sẽ có chỗ dùng được. Thế là Lê Uy Long lấy cuốn kiếm phổ chín chiêu thức của kiếm hiên viên đưa cho Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai mở cuốn kiếm phổ ra và bắt đầu xem. Đây là lần đầu tiên cô xem cuốn kiếm phổ này, trang đầu tiên của cuốn sách là lời mở đầu giới thiệu nguồn gốc của cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên. Tài nghệ đánh cờ của hiên viên phách đã đạt đến đỉnh cao, hơn nữa ông ta còn là kiếm khách thiên hạ đứng đầu. Ông ta chính là người lĩnh ngộ bộ kiếm pháp 9 chiêu thức kiếm hiên viên này từ cờ tướng. Bởi vì cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên đều có liên quan đến cờ tướng nên cần phải là người có tài đánh cờ đã đạt đến đỉnh cao thì mới có thể học được cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên này. Nếu không, cho dù có được cuốn kiếm phổ và thanh kiếm thần tiểu thính vũ lâu thì cũng không cách nào lĩnh ngộ được. Vì vậy, Năm đó khi hiên viên phách trôn thanh kiếm và cuốn kiếm phổ dưới phòng đá, ông đã tiện thể lập ra một ván cờ trong cánh cổng đá để mở ra cơ quan dưới kia. Người có thể phá giải được ván cờ này nhất định phải là người có tài nghệ cao siêu. Và lại, nếu như có người như thế lấy được thanh kiếm và cuốn kiếm phổ thì mới có thể luyện thành công chín chiêu thức kiếm hiên viên. Sau khi xem xong lời mở đầu, Chu Nhược Mai cuối cùng cũng hiểu vì sao Lê Uy Long không lý giải được cuốn kiếm phổ này bởi vì kỹ năng đánh cờ của anh không phải là tài giỏi. Lật qua trang mở đầu là trang mục lục của cuốn kiếm phổ chín chiêu thức của kiếm hiên viên. Chín chiêu thức của kiếm hiên viên lần lượt như sau. Chiêu thứ nhất, nhất kiếm xuyên tâm. Chiêu thứ hai, nhân kiếm hợp nhất. Chiêu thứ ba, kiếm xuất thần diệt. Chiêu thứ tư, quét sạch ngàn quân. Chiêu thứ năm, một kiếm phá thành. Chiêu thứ sáu, kiếm phá sơn hà. Chiêu thứ bảy, kiếm tùy tâm động chiêu thứ tám kiếm phá trời xanh chiêu thứ chín vô kiếm thắng hữu kiếm nhược mai em có thể lĩnh ngộ được những loại kiếm thuật này không lê uy long nóng lòng hỏi em còn chưa xem xong mà bây giờ em cùng với anh sẽ bắt đầu từ chiêu thứ nhất chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu cẩn thận một chút chu nhược mai nói được vậy chúng ta nghiên cứu chiêu đầu tiên trước nhất kiếm xuyên tâm lê uy long nói ừm chu nhược mai đáp lại một tiếng bắt đầu nghiên cứu chiêu nhất kiếm xuyên tâm này. Qua nghiên cứu, cô phát hiện chiêu này tương đối đơn giản, xuất kiếm thì tưởng tượng như con xe trong cờ tướng, có thể tung hoành tứ phía, đánh đầu thắng đó, bất khả chiến bại, một kiếm xuyên qua ngực đối phương. Kiếm pháp của chiêu này dựa theo đặc điểm của con xe trong cờ tướng, xuất kiếm đơn giản, trực tiếp và thô bạo. Không hề có những động tác hoa mỹ nhưng lại rất thực dụng, như vậy cũng đủ dùng để đối phó với những đối thủ không quá mạnh rồi. Sau khi đọc xong lời giới thiệu của chiêu thức đầu tiên, Chu Nhược Mai giải thích cho Lê Uy Long. Đối với chiêu thức đầu tiên đơn giản thế này, thực ra không cần Chu Nhược Mai giải thích thì Lê Uy Long cũng có thể hiểu rồi. Tiếp theo, Chu Nhược Mai lại đọc chiêu thức thứ hai. Chiêu thứ hai là nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất là kiếm pháp chủ yếu là dựa theo sự kết hợp tác chiến giữa con mã và con pháo trong cờ tướng. Chiêu thức này Lê Uy Long cũng có thể hiểu những thứ anh không hiểu đó là những chiêu thức ở phía sau. Chiêu thứ ba là kiếm suất thần diệt. Chiêu này vô cùng phức tạp là kiếm pháp dựa vào sự kết hợp tác chiến giữa ba con xe mã pháo trong cờ tướng. Tổ hợp xe mã pháo biến hóa rất nhiều. Chỉ có người am hiểu cờ tướng mới có thể kết hợp vận dụng ba con cờ này một cách hiệu quả, để các chiêu kiếm này biến hóa đa dạng, phát huy được uy lực lớn nhất. Mặc dù chiêu thứ ba chỉ nhiều hơn tổ hợp thứ hai một con xe, nhưng lại xuất hiện rất nhiều biến hóa uy lực cũng mạnh hơn chiêu thứ hai rất nhiều. Kỹ năng chơi cờ của Lê Uy Long cũng không giỏi lắm, bắt đầu từ chiêu này đã có vài chỗ anh không thể nào hiểu được rồi. Nhưng, đối với cao thủ cờ tướng như Chu Nhược Mai mà nói thì không khó để cô có thể hiểu được. Những chỗ Lê Uy Long không hiểu, cô kiên nhẫn giải thích cho anh từng chút từng chút một. Thực ra vừa nãy Nguyễn Tú Hằng đã bị đánh thức bởi cuộc trò chuyện giữa Chu Nhược Mai và Lê Uy Long rồi, nhưng cô ấy vẫn luôn giả vờ ngủ. Bởi vì cô ấy cảm thấy, nửa đêm mà Lê Uy Long đến tìm Chu Nhược Mai, vậy thì chắc chắn là muốn làm chuyện kia rồi. Cô ấy không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng của người ta cho nên chỉ có thể giả vờ ngủ. Sau khi Chu Nhược Mai rời khỏi phòng, Nguyễn Tú Hằng mới mở mắt, thở phào một hơi. Để không ảnh hưởng đến sự nghiệp sản xuất người của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Hằng cũng không dám nghe lén. Ngộ nhớ bị họ phát hiện được thì chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện tốt của người ta cô ấy nằm trên giường, tưởng tưởng đến hành động sản xuất người của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai, cơn sóng trong lòng cũng cuộn trào. Bởi vì Xuân Tình rung động nên cơ thể cô ấy ngày càng khó chịu. Có nằm mơ cô ấy cũng không ngờ, Lê Uy Long và Chu Nhược Mai chỉ ở trong một căn phòng khác để nghiên cứu chín chiêu thức kiếm hiên viên chứ không phải là những chuyện mà cô ấy tưởng tượng. Lúc này, Chu Nhược Mai đã giải thích xong những nội dung kiếm thuật chủ yếu của chiêu thức thứ ba ho Lê Uy Long anh đã hiểu chiêu kiếm xuất thần diệt này rồi, chúng ta tiếp tục nghiên cứu chiêu thứ tư đi. Lê Uy Long nói, em cảm thấy chỉ trong một đêm mà nghiên cứu quá nhiều thì chắc chắn anh sẽ không tiếp thu được hết, tối nay vẫn nên dừng lại ở đây thôi, học hết ba chiêu này rồi tính tiếp. Chu Nhược Mai nói, được, vậy anh luyện tốt chiêu đầu tiên trước vậy. Lệ Uy Long cũng cảm thấy mình không thể nào hiểu được hết cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên chỉ trong một đêm được, chỉ bằng cứ làm đến nơi đến trốn từng chiêu thức một. Chương 578 Luyện tập chiêu thức đầu tiên. Vậy anh mau lấy thần kiếm tiểu thính Vũ lâu ra đi, luyện chiêu đầu tiên trước." Chu Nhược Mai nói. "Được, Lệ Uy Long lập tức lấy kiếm tiểu thính Vũ lâu dưới gầm giường ra." "Anh giấu thần kiếm tiểu thính Vũ lâu dưới gầm giường, quá là không an toàn rồi đấy." Chu Nhược Mai nói. "Ý em là gì?" Lệ Uy Long hỏi. "Chẳng lẽ anh không sợ thần kiếm vô song của anh bị người ta trộm mất à?" Chu Nhược Mai hỏi. Anh có nhiều hộ vệ xung quanh như vậy, ai có thể trộm được kiếm của anh chứ? Lệ Uy Long nói. Tối qua một nhóm địch đột nhập vào biệt thự, nếu để họ phát hiện kiếm của anh thì kiếm của anh đã bị trộm từ lâu rồi. Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long như bừng tỉnh, nếu mấy kẻ địch đó không bị tiêu diệt, bọn họ phát hiện ra thần kiếm Tiểu Thính Vũ lâu, chắc chắn họ sẽ lấy thần kiếm này đi. Đây là thần kiếm vô song vô giá, cho dù không dùng nó làm vũ khí thì cũng có thể bán được rất nhiều tiền. Em nói đúng, sau này anh sẽ mang theo kiếm bên mình. Lệ Uy Long cũng cảm thấy bảo kiếm này để dưới gầm giường quả thực không an toàn, cho nên quyết định sau này sẽ mang theo bên người. Cho dù mang theo bên người không tiện thì ít nhất cũng phải để ở khu vực chiến đấu. Thanh kiếm này lớn như vậy, nếu anh đeo trên lưng rồi đi trên phố, chẳng phải người ta sẽ xem anh là quái vật à? Đến lúc đó đừng có nói là quen biết em đấy." Chu Nhược Mai cười nói xem ra anh phải tìm một hiệp khách giúp anh đeo kiếm mới được. Lê Uy Long nói, ai sẽ làm hiệp khách đeo kiếm của anh chứ hả? Chu Nhược Mai nói, Bảo Thiên Thành hoặc là Hà Ngọc Lan giúp anh đeo kiếm đều được hết. Lê Uy Long nói, Hà Ngọc Lan thì thôi bỏ đi, người ta là một cô gái, anh bảo người ta cả ngày đeo cái kiếm to bự thế thì làm sao mà làm được. Anh cũng không quan tâm một chút đến mặt mũi của người ta à? Chu Nhược Mai nói vậy thì để thiên thành làm trung tướng đeo kiếm đi. Lê Uy Long nói, được rồi, đừng nói nhiều đến những đề tài ngoài lề này nữa, anh mau bắt đầu luyện chiêu nhất kiếm xuyên tâm đi. Chu Nhược Mai nói, được. Thế là sau đó, dưới sự chỉ bảo của Chu Nhược Mai, Lê Uy Long luyện chiêu đầu tiên trong 9 chiêu thức kiếm hiên viên là nhất kiếm xuyên tâm. Vì Lê Uy Long phải luyện kiếm trong phòng, nhưng không gian trong phòng thì có hạn, để không làm vướng Lê Uy Long luyện kiếm, Chu Sở Hân chỉ có thể nằm trên giường anh lúc Lê Uy Long luyện kiếm có chỗ nào sai sót, Chu Nhược Mai sẽ nằm trên giường chỉ cho anh. Chu Nhược Mai biết Lê Uy Long sắp phải ra chiến trường giết địch, cũng không có tâm trạng để nghĩ đến chuyện vợ chồng kia nữa, toàn tâm toàn ý giúp Lê Uy Long luyện kiếm. Đây vốn là một đêm vui vẻ giữa hai vợ chồng, nhưng lại biến thành đêm luyện kiếm trong biệt thự của hai vợ chồng. Bản thân Lê Uy Long đã có thực lực rất mạnh rồi, lại thêm vốn hiểu biết rất cao của anh, dựa vào nền tảng đao pháp của nhà họ Dương, và sự chỉ điểm của Chu Nhược Mai, anh luyện cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên cũng sẽ tiến bộ rất nhanh. Lệ Uy Long luyện kiếm một tiếng đồng hồ thì cơ bản đã luyện xong chiêu đầu tiên của kiếm pháp hiên viên rồi. Nhược Mai, nếu em buồn ngủ thì ngủ trước đi, anh tự luyện chiêu thứ hai là được rồi. Lệ Uy Long thấy Chu Nhược Mai hơi thiêu thiêu ngủ thì bảo cô ngủ trước. Giờ muộn lắm rồi, anh cũng đừng tập nữa, có chiêu nhất kiếm xuyên tâm này là đã đủ để anh đối phó với địch rồi, Mau đi ngủ thôi, đừng để mệt quá." Chu Nhược Mai đỏ mặt nói. Cô bảo Lệ Uy Long đi ngủ, tiếp theo muốn làm chuyện gì thì cô cũng không nói rõ nữa. Lệ Uy Long thấy Chu Nhược Mai mặt đỏ bừng nằm trên giường, vô cùng e thẹn, anh đột nhiên thấy chết mê chết mệt cô. Nhưng giờ sắp đến cuộc đại chiến, Lệ Uy Long chẳng có tâm tư đâu mà suy nghĩ đến chuyện nam nữ triền miên. Nhược Mai, lần này địch rất mạnh, anh không nên ngủ thì hơn anh vẫn muốn tranh thủ thời gian để luyện kiếm thêm chút nữa mặc dù lê uy long hiểu ý của chu nhược mai nhưng anh vẫn từ chối lẽ nào trước khi khai chiến anh không muốn em sinh con cho anh sao chu nhược mai hơi oán hận nói lần này đại long chúng ta bốn phía đều là kẻ thù đối mặt với nguy hiểm lớn nhất từ trước đến nay thắng hay bại vẫn không thể biết trước được anh không muốn liên lụy đến em lê uy long nói với vẻ hơi nghiêm nghị anh liên lụy em cái gì chứ chu nhược mai hỏi một cách đầy khó hiểu chiến tranh luôn sẽ có thương vong lỡ như anh hy sinh cho tổ quốc thì em vẫn trong trắng còn có thể đi bước nữa được kết hôn với người đàn ông giỏi giang lê uy long nói nghe lê uy long nói thế chu nhược mai không nhịn được bật khóc chiến tranh đến nhanh như vậy tình hình trên chiến trường thật sự khó mà đoán được sinh ly tử biệt chỉ là chuyện trong chớp mắt không trong lòng em trên đời này không ai giỏi giang hơn anh cả nếu như anh tử trận Vậy thì em sẽ không sống một mình. Em sẽ đi theo anh, em sống là người của anh, chết là ma của anh." Chu Nhược Mai kiên quyết nói. Lệ Uy Long nghe những lời Chu Nhược Mai nói thì không khỏi cảm động. Có được người vợ như vậy thì người chồng như anh còn đòi hỏi gì nữa đây? "Em không thể làm chuyện ngốc nghếch được, nếu anh hy sinh cho tổ quốc thì em phải sống thật tốt. Những chiến sĩ bọn anh ở tiền tuyến chiến đấu đổ máu là vì để nhân dân của Đại Long có được cuộc sống ấm no." Lệ Uy Long nói em không quan tâm nếu không có anh thì em sống không còn ý nghĩa gì nếu anh muốn em sống tốt thì anh phải sống sót trở về chu nhược mai nói chúng ta đừng nói những lời này nữa em ngủ trước đi anh luyện kiếm tiếp đây lê uy long nói em không ngủ em muốn luyện kiếm cùng anh chu nhược mai đã chẳng thiết ngủ nữa rồi chồng mình sắp phải ra chiến trường phải trân trọng từng giây từng phút hiện tại ở bên anh cho dù chỉ nhìn anh luyện kiếm thôi cũng tốt lắm rồi được rồi tiếp theo anh muốn luyện chiêu thứ hai nếu có chỗ nào không đúng thì nhờ em giúp anh sửa lại lê uy long nói được chiêu thứ hai tương đối phức tạp không gian trong phòng hơi nhỏ không tiện để thi triển cần phải ra bên ngoài luyện mới được chu nhược mai nói vậy chúng ta ra bên ngoài luyện đi lê uy long cũng cảm thấy trong phòng hơi nhỏ thật sự rất khó để phát huy thế là chu nhược mai và lê uy long ra ngoài biệt thự những người hộ vệ bên ngoài biệt thự thấy Lê Uy Long nửa đêm rồi còn mang theo một thanh kiếm to lớn sắc bén cùng với Chu Nhược Mai ra ngoài, không biết hai người họ định làm gì. Hổ soái muộn như vậy rồi còn ra ngoài, có chuyện gì phải làm sao ạ? À? Người hộ vệ đứng đầu bước lên hỏi. Không có gì, tôi không ngủ được nên ra ngoài luyện kiếm, mọi người tiếp tục canh phòng đi. Lê Uy Long nói. Rõ, người hộ vệ đứng đầu không hỏi gì thêm nữa. Nhược Mai chúng ta đi chỗ nào luyện kiếm thì hợp nhỉ? Lê Uy Long hỏi Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai nhớ đến cánh rừng hôm tối qua Hà Ngọc Lan ném quả bom, nói, ở đây nhiều người quá, chúng ta đến cánh rừng phía sau núi luyện đi. Luyện kiếm trong cánh rừng nhỏ có thể dùng cây để thử sức mạnh của kiếm. Được. Thế là Lê Uy Long cùng Chu Nhược Mai đi về cánh rừng phía sau núi. Sóng lòng Nguyễn Tú Hằng cuộn trào cho nên vẫn không ngủ được, nghe thấy bên ngoài biệt thự truyền đến giọng nói của lê uy long và chu nhược mai trong lòng cô ấy vô cùng tò mò hai người không ở trong phòng chăm chỉ gieo giống mà chạy ra bên ngoài làm gì nhỉ cô ấy tò mò lặng lẽ xuống giường đến bên cửa sổ xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chỉ thấy lê uy long một tay cầm theo thần kiếm tiểu thính vũ lâu một tay kéo chu nhược mai đi về cánh rừng phía sau núi thấy thế não cô ấy lại càng tưởng tượng phong phú thầm nghĩ lẽ nào bọn họ cảm thấy trong phòng không đủ kích thích, muốn đổi trận địa sang cánh rừng nhỏ dã chiến. Nghĩ đến cảnh tượng sắp xảy ra trong rừng, trái tim thiếu nữ của cô ấy lại đập mạnh, mặt đỏ tía tai. chương 579 sợ cô ghen. Đêm nay ánh trăng như nước, ánh sáng chiếu vào trong khu rừng rậm, giống như được bao phủ bởi một tầng tuyết trắng. Đến rừng cây, Lệ Uy Long nhìn thấy trên mặt đất bị nổ thành một cái hố to, xung quanh có rất nhiều cây bị đổ gãy, anh hỏi tối qua Hà Ngọc Lan ném bom ở đây đúng không? Đúng vậy, tối qua quả thật là quá mạo hiểm. Kẻ địch đặt bom hẹn giờ ở dưới giường của em, nếu không phải Hà Ngọc Lan kịp thời xuất hiện thì không những biệt thự bị san bằng mà cả thiên thành và những lính người thuộc đội đặc nhiệm, hộ vệ đều sẽ chết hết. Chu Nhược Mai nhớ lại chuyện tối qua mà không khỏi kiếp sợ. Hà Ngọc Lan là nữ đội trưởng đội đặc nhiệm, quả nhiên không phải là hư danh. Lê Uy Long nói, vâng, Nghe nói cô ấy phát hiện ra quả bom hẹn giờ thì cách thời gian phát nổ chỉ còn đúng 10 giây. Cô ấy có thể trong tình trạng không đủ 10 giây đó ôm lấy trái bom ném ra ngoài cửa sổ, chạy đến tận trong rừng nút để ném đi. Thật sự không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Chu Nhược Mai tự tận sâu trong đáy lòng nể phục Hà Ngọc Lan. Được rồi, chúng ta không nói về cô ấy nữa, bây giờ bắt đầu luyện kiếm thôi. Lê Uy Long cũng không muốn ở trước mặt vợ mình có quá nhiều khen ngợi về Hà Ngọc Lan vì sợ cô sẽ ghen. Chẳng phải lúc nãy anh đã luyện được chiêu nhất kiếm xuyên tâm rồi sao? Thử một chút sức mạnh của chiêu này đi, Chu Nhược Mai nói. Thử như thế nào, Lê Uy Long hỏi. Anh xem cái cây to kia là kẻ địch, dùng chiêu nhất kiếm xuyên tâm đó xem xem có thể chém cái cây đó sâu bao nhiêu. Chu Nhược Mai chỉ vào một thân cây to cái cách đó không xa. Được, Lệ Uy Long nói xong thì cầm thanh kiếm tiểu thính vũ lâu lên sau đó tung ra chiêu nhất kiếm xuyên tâm trong cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên, đâm thẳng vào thân cây to cạch đó. Trong phút chốc, một đường kiếm được xuất ra, như một đường cầu vồng liền nhau, bay thẳng tới phía thân cây. Kiếm chưa tới nhưng kiếm khí đã xuyên qua thân cây. Kiếm khí thẳng thường xuyên thủng thân cây. Ở giữa thân cây xuất hiện một cái lỗ. Nhìn thấy tình hình này chu nhược mai trợn mắt há mồm, còn Lê Uy Long thì vừa mừng vừa lo sợ. Không ngờ chiêu thứ nhất của cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên lại có uy lực lớn như vậy, kiếm khí có thể trực tiếp làm thủng cả một thân cây. Lợi hại quá rồi, kiếm khí có thể làm thủng cả thân cây, nếu đổi lại là người thì khó mà sống sót. Chu Nhược Mai hưng phấn nói. Chính xác, không ngờ chiêu thứ nhất của cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên lại có uy lực kinh khủng như vậy, nếu luyện thành công nhưng tuyệt chiêu phía sau, há chẳng phải uy lực càng lớn mạnh sao. Lê Uy Long cũng hưng phấn nói. Đương nhiên rồi, những tuyệt chiêu về sau càng phức tạp hơn, độ khó cũng tăng dần, nên uy lực chắc chắn sẽ càng lớn mạnh. Chu Nhược Mai nói. Đúng vậy, cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên vừa xuất ra ai có thể tranh đứng đầu đây. Anh phải nhanh chóng luyện thật tốt cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên này mới được. Lệ Uy Long bây giờ mới biết cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên có một tác dụng rất lớn đối với mình. Đợi chút, em đột nhiên cảm thấy buồn đi vệ sinh anh ở đây giúp em coi chừng em đi nhanh rồi về chu nhược mai đột nhiên ngại ngùng nói bà xã không phải là em bị uy lực của chiêu kiếm ban nãy dọa sợ đến mức buồn đi vệ sinh đấy chứ lê uy long hỏi chu nhược mai thật sự muốn bịt mồm của lê uy long lại biết thôi là được rồi cần gì phải bô bô cái mồm ra thế nhưng cô không muốn thừa nhận rằng mình bị dọa sợ đến mức muốn đi vệ sinh đùa gì thế Sao em có thể bị dọa sợ được chứ? Nửa đêm em đi ra ngoài với anh nên phải giải quyết một chút, có gì mà kinh ngạc thế hả?" Chu Nhược Mai có hơi tức giận nói. "Được rồi, vậy em đi nhanh đi." Lệ Uy Long cũng không thể khẳng định được là Chu Nhược Mai rốt cuộc có phải là bị dọa sợ không, nên anh không trêu cô nữa. Có những lúc hưng phấn quá độ sẽ dẫn đến việc muốn đi vệ sinh, hoặc là do lúc nãy Chu Nhược Mai nhìn thấy uy lực của nhất kiếm đó nên đã quá phấn khích mới dẫn đến việc mắc tiểu anh ở yên đây ngoan ngoãn coi chừng cho em, không được nhìn trộm đâu đấy, biết chưa? Mặc dù Chu Nhược Mai với Lê Uy Long đã là vợ chồng, cũng đã từng nhìn qua thân thể của nhau, nhưng cô vẫn không muốn bị Lê Uy Long nhìn thấy bản thân đang đi vệ sinh, nên trước khi đi phải nhắc nhở một chút. Anh biết rồi, em yên tâm đi, em không cho anh xem, anh tuyệt đối sẽ không xem, trừ phi là em chủ động để anh xem. Lê Uy Long nói, mặc dù anh với Chu Nhược Mai đã là vợ chồng cưới nhau 3 năm rồi, nhưng cái chuyện bị ổi nhìn trộm vợ đi tiểu, anh là một hổ xoái về quốc, tuyệt đối sẽ không làm. Anh mơ ngủ đi, em sẽ chủ động để anh xem chắc. Không có cửa đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Chu Nhược Mai vừa tức vừa chạy đến một chỗ xa xa, quả thật là cô không nhịn nổi nữa rồi. Lệ Uy Long không dám lơ là, đứng yên ở vị trí cũ đề cao cảnh giác canh phòng cho Chu Nhược Mai. Bởi vì anh biết, mỗi lần Chu Nhược Mai đi tiểu đều sẽ có chuyện xảy ra, lần trước ở trong phòng bảo tàng, một vũng nước tiểu của cô đã khiến cho thanh kiếm tiểu tính vũ lâu bay ra khỏi đá, lần này thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này Lệ Uy Long nghe thấy âm thanh của tiếng nước tiểu truyền đến từ trong bụi cỏ, không kiềm chế được mà suy nghĩ lung tung. Hổ soái cũng là người bình thường, không thể cái gì cũng không có được. Nhưng mà phép lịch sự tối thiểu anh cũng hiểu, cho dù là vợ mình thì anh cũng sẽ tuyệt đối không nhìn. À, mà đúng vào lúc ấy trong bụi cỏ truyền đến tiếng thét của Chu Nhược Mai lê uy long giật mình vội vã quay người thì nhìn thấy chu nhược mai đang kéo cao quần lên dáng vẻ hoảng hốt chạy từ trong bụi cỏ ra ngoài bà xã có chuyện gì thế lê uy long vừa chạy đến vừa hỏi rắn có rắn em bị rắn cắn rồi chu nhược mai sợ hãi nói trong lòng cô đau xót vô cùng sao bản thân có thể đen đủi vậy chứ đi tiểu cũng bị rắn cắn lê uy long biết được chu nhược mai bị rắn cắn thì sững người vội vàng chạy đến bụi cỏ nơi chu nhược mai đi tiểu để xem xem là loại rắn gì nếu là rắn độc thì phải nhanh chóng xử lý sau đó mời lạc bảo thông đến chữa trị cho cô lúc lê uy long chạy đến chỗ bụi cỏ thì trông thấy một con rắn thông thường đang chui ở trong đó anh biết loại rắn này không hề có độc thế lại yên tâm hẳn thế là anh từ trong bụi cỏ đi ra ngoài không sao con rắn cắn em không có độc lê uy long nhìn chu nhược mai bị dọa đến mức mặt mày tái mét nên vội vã an ủi anh nói không có độc là không có độc sao sao anh biết được con rắn đó không có độc chứ chu nhược mai đương nhiên không thể dễ dàng tin lời của lê uy long anh biết loại rắn này đây không phải rắn độc lê uy long giải thích anh đã thân trinh trăm trận kinh nghiệm hiểu biết về rừng núi rất phong phú đương nhiên có thể phân rõ được nào là rắn độc nào là rắn không độc nhớ anh nhìn nhầm đó là rắn độc thì sao Chu Nhược Mai nói: "Nếu em không tin anh thì để Lạc Bảo Thông kiểm tra cho em đi." Lệ Uy Long thấy Chu Nhược Mai không tin mình thì chỉ còn cách để bác sĩ Lạc Bảo Thông đến giải thích mà thôi. Lạc Bảo Thông là bác sĩ nam, em không muốn để cho người đàn ông khác ngoài anh xem đâu." Chu Nhược Mai nói. "Vậy phải làm sao?" Lệ Uy Long hỏi. "Còn làm sao được chứ? Chỉ có thể để anh xem giúp em thôi, thuận tiện giúp em hút nọc độc ra." Chu Nhược Mai đáp. "Thôi được." vậy em bị rắn cắn vào đâu lê uy long hỏi chu nhược mai đỏ mặt nói em bị cắn vào mông lê uy long không ngờ chu nhược mai lại bị rắn cắn trúng bộ phận nhạy cảm như vậy anh nói bà xã cái câu nói không được nhìn đó hay là thôi vậy con rắn đó thật sự không phải rắn độc đâu bảo anh xem cho em mà sao anh lề mề thế em còn cần ông xã như anh làm cái gì chu nhược mai nổi đoá nhưng mà lúc nãy em nói rồi đấy sẽ không chủ động để anh xem mà Lê Uy Long nói, tám 580 tâm sự lúc nửa đêm." Chu Nhược Mai khóc không ra nước mắt, vừa rồi trước khi đi tiểu, đúng thật là cô đã nói như vậy, không ngờ sau khi đi tiểu xong, cô lại yêu cầu Lê Uy Long nhìn mình. "Rốt cuộc anh có giúp em xem hay không? Nếu không, ngày mai chúng ta sẽ ly hôn." Chu Nhược Mai tức giận mà nói. Lê Uy Long lập tức hoảng sợ, không ngờ Chu Nhược Mai sẽ lấy chuyện ly hôn ra ép anh. "Được anh xem, anh xem cho em, được không?" em mau cởi quần ra đi, Lê Uy Long không thể không thỏa hiệp. Lúc thật sự phải cởi, mặt chu nhược mai đỏ như máu, có chút trần chờ. Nhưng mà, nghĩ tới mình và Lê Uy Long đã là vợ chồng, bảo anh nhìn cũng không có gì, liền cắn răng một cái, đưa lưng về phía mặt Lê Uy Long, từ từ cởi quần ra. Theo quần chu nhược mai từ từ cởi ra, lỗ mũi Lê Uy Long nóng lên, máu mũi không có cách nào tự khống chế mà chảy ra. Nhìn thấy miệng vết thương không? Chu Nhược Mai cởi đến miệng vết thương, liền không cởi nữa. Thấy rồi, Lệ Uy Long thấy được bộ phận cấm nhìn của Chu Nhược Mai, thật đúng là có hai dấu răng nhỏ đỏ tươi. Nếu thấy rồi, anh còn thất thần làm gì, mau giúp em hút độc rắn ra đi." Chu Nhược Mai ra lệnh nói. "Vợ, như vậy không tốt lắm đâu, anh thấy vẫn là thôi đi, sẽ không có việc gì đâu." Lệ Uy Long lập tức khó xử, mình dù sao là Chiến Thần Thiên Long, vậy mà lại phải hút chỗ đó cho vợ bảo anh hút thì hút đi, đừng lề mề, nếu như rắn có độc, em sẽ bị độc làm chết đó. Chu Nhược Mai cũng không dám lấy tính mạng của mình để đánh cược. Nếu thật sự Lê Uy Long phán đoán sai, con rắn kia mà là rắn độc, nếu chữa trị chậm chế, sinh mệnh của mình sẽ gặp nguy hiểm. Lê Uy Long thật sự có chút khó xử, nếu Chu Nhược Mai bị rắn độc cắn thật, anh sẽ càng nôn nóng hơn cả cô, chắc chắn sẽ không do dự chút nào mà giúp cô hút nọc độc ra, vấn đề là hiện tại rõ ràng không có độc không có độc cũng hút, chẳng phải là đang lợi dụng sao? Anh còn thất thần làm gì? Có phải muốn em chết hay không? Chu Nhược Mai lại tức giận nói. Cô thật sự rất buồn bực, nhiều người đàn ông muốn giúp mình hút mà còn chả có cơ hội. Hiện tại cho anh cơ hội, anh lại còn đẩy đi đẩy lại. Cơ hội tốt như vậy cũng không nắm chắc, thật là ngốc hết thuốc chữa. Được rồi, anh hút, anh hút. Lệ Uy Long không thể không thỏa hiệp. Vì thế, Lệ Uy Long liền quỳ gối phía sau Chu Nhược Mai, hút cho cô ngay lập tức cả người chu nhược mai run lên cái loại cảm giác xưa nay chưa từng có làm tâm hồn cô dần dần nhộn nhạo mà máu mũi lê uy long đã sớm giản ruộng. sau khi liên tiếp hút mười mấy ngụm xong lê uy long thở hổn hển nói được có độc gì cũng đều bị hút ra rồi anh thật sự không dám hút nữa chỉ sợ nếu mình còn làm như vậy thì chính mình cũng sẽ không không chế được để cho chắc anh lại dùng tay giúp em nặn máu ra một chút đi Chu Nhược Mai lại đưa ra yêu cầu này, cô thật sự sợ còn độc rắn ở trong máu. Lệ Uy Long nhìn bộ phận đẹp không sao tả xiết kia, thật sự cảm thấy khó có thể xuống tay. Nhưng anh lại không dám từ chối, sợ Chu Nhược Mai lại lấy ly hôn ra ép ăn, đành phải lại dùng tay nặn máu độc cho cô. Đây là lần đầu tiên hai người làm hành động thân mật như thế này, Chu Nhược Mai đã động tình hai chân dần dần nhũn ra, đứng thẳng cũng không xong, ngã xuống về phía sau. Lê Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai hơi ngả về phía sau như thế, vội vàng đứng lên ôm lấy cô. "Vợ, em làm sao vậy?" Lê Uy Long ôm lấy Chu Nhược Mai, quan tâm hỏi. "Thân thể của em có chút không thoải mái, hơi choáng váng đầu." Người Chu Nhược Mai ngã vào trong lồng ngực Lê Uy Long, sắc mặt ửng đỏ mà nói. "Chẳng lẽ con rắn đó thật sự có độc?" Lê Uy Long không hiểu tình cảm nên hoài nghi con rắn kia có độc hay không, chẳng lẽ mình đoán nhầm ai biết là rắn có độc hay là người có độc? Câu trả lời của Chu Nhược Mai làm Lê Uy Long thật không thể hiểu được. Chu Nhược Mai nghĩ như thế này, bây giờ quần đã cởi rồi, cũng đã bị Lê Uy Long nhìn đủ, nếu như nhân cơ hội làm xong chuyện này thì cũng coi như là làm được một chuyện lớn rồi. Dưới ánh trăng trong rừng núi, yên tĩnh nhưng không hề mất đi sự lãng mạn. Nếu như lần đầu tiên của mình có thể hoàn thành được ở đây thì rừng núi nhỏ này sẽ trở thành một hồi ức tuyệt đẹp của bản thân. Lệ Uy Long dưới ánh trăng sáng khẽ đỏ mặt, không hiểu hỏi cô, người sao có thể có độc được chứ? Với IQ đó của anh em không có cách nào giải thích được. Chu Nhược Mai nhìn Lệ Uy Long giống như cái đầu gỗ thì tức đến mức nghiến răng kèn kẹt. Vậy em đừng giải thích nữa, anh tới đây để luyện kiếm chứ không phải để giải trí. Lệ Uy Long cảm thấy phụ nữ đúng là nhiều chuyện, rõ ràng không trúng độc nhưng lại cứ nhất quyết nói mình trúng độc rồi. Có định để cho người ta luyện kiếm tử tế không đây? anh, anh ghét bỏ em, Chu Nhược Mai thấy Lê Uy Long nói chuyện với mình không chút khách khí thì lại càng tức điên. Anh đâu có, anh cảm thấy chuyện cần làm cấp bách. Thế này nhé, nếu em cảm thấy trong cơ thể mình có độc thì anh giúp em hút hết độc ra thêm lần nữa. Lệ Uy Long không biết tại sao đột nhiên Chu Nhược Mai lại tức giận, lẽ nào cô thật sự trúng độc rồi? Không cần, em không sao rồi. Chu Dư thấy nhìn Lê Uy Long vẫn không hiểu tình cảm thì vùng ra khỏi lòng anh, đứng dậy kéo quần lên chẳng phải em nói thân thể không thoải mái sao sao đột nhiên lại khỏi rồi lê uy long ù ù cạc cạc hỏi bị anh chọc tức khỏi hẳn rồi chu nhược mai tức tối nói lê uy long chẳng biết bản thân đã làm sai chuyện gì lòng của đàn bà như mò kim dưới đáy bể đúng là khó đoán được rồi anh mau luyện kiếm đi chu nhược mai cũng biết bây giờ trong lòng lê uy long chỉ nghĩ tới luyện kiếm sẽ không thể cùng mình làm ra chuyện đó được chỉ đành từ bỏ suy nghĩ to gan đó thôi được, thế là, Lệ Uy Long bắt đầu luyện chiêu thứ hai trong cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên, chiêu nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất là căn cứ theo như quân mã và pháo trong bàn cờ phối hợp tác chiến tạo ra kiếm pháp này. Mặc dù Lệ Uy Long đã linh hội được ý nghĩa của chiêu này nhưng để thao tác thực tế thì vẫn còn rất khó khăn. Bởi vì chiêu này có hai yêu cầu, vừa phải biến thành mã, mà vừa phải biến thành pháo, thao tác cực kỳ phức tạp, cũng may anh có một cao thủ cờ tướng với tư chất thông minh chu nhược mai đứng ở bên cạnh chỉ điểm qua lại như con thoi giữa cây cối khi thì nhảy vút lên trên không trung khi thì bay lên bay xuống kiếm khí sắc bén khiến cho lá cây xung quanh thi nhau rơi lả tả lúc này ở biên giới phía bắc quân địch sư quốc nửa đêm đột nhiên phát động tập kích ồ ạt à tấn công vào phòng tuyến thứ hai của biên giới phía bắc long chủ đã đích thân đến biên giới phía bắc giám sát tướng sĩ ở biên giới phía Bắc nhận được sự khích lệ cổ vũ thì tinh thần phấn chấn, thể sống chết kháng địch, ở phòng tuyến thứ hai cùng quân địch nghinh chiến đẫm máu. Trận chiến đặc biệt dữ dội, hai phe địch ta thương vong nghiêm trọng. Bởi vì tướng sĩ ở biên giới phía Bắc ai nấy đều tinh thần phấn chấn, ôm trong lòng quyết tâm giết sạch kẻ địch báo thú cho đất nước, quân địch sư quốc mặc dù đã khởi xướng công kích mạnh mẽ nhưng vẫn không có cách nào phá vỡ được phòng tuyến thứ hai ở biên giới phía Bắc. Long chủ đã đích thân giám sát, hổ xoái chấn giữ phía Bắc Trương Minh Lương cũng không dám lơ là, đích thân chỉ huy tác chiến phòng tuyến số 2. Các tướng sĩ ở biên giới phía Bắc đều đồng tâm hiệp lực, phòng thủ được từng đợt công kích của kẻ địch. Biệt thự tinh nguyệt, Nguyễn Tú hằng sóng lòng dâng trào nên không thể ngủ nổi, dứt khoát ngồi dậy đánh chữ. Tình tiết trong bộ sách của cô ấy đúng lúc viết đến sự trợ giúp lẫn nhau của nam nữ chính, hơn nữa giữa nam nữ chính đã có một thứ tình cảm gắn bó sâu đậm, chỉ còn bước phòng tuyển cuối cùng là chưa được phá vỡ nghĩ đến lê uy long và chu nhược mai đi tới rừng cây sau núi làm chuyện đó thì khiến cô ấy có ý nghĩ nông nổi cũng khiến đôi nam nữ chính trong chuyện của mình viết đến đoạn ở trong rừng cây sau đó là nước chảy thành sông bấy giờ ở trong rừng cây lê uy long đã luyện chiêu thứ hai nhân kiếm hợp nhất trong cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên đến mức thành thạo rồi nhát kiếm vừa xuất ra nhanh như phóng điện cây cối xung quanh từ từ đứt đoạn uy long anh đúng là quá lợi hại rồi chỉ trong một đêm mà đã luyện thành công hai chiêu của cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên. Chu Nhược Mai hưng phấn nhảy cẫng lên. Anh có thể tiến triển thần tốc như này đều là vì có một người vợ hiền thục như em tương trợ đấy. Lê Uy Long nói, chủ yếu vẫn là do năng lực của anh cao, có đao pháp của nhà họ Dương làm nền tảng cơ sở, hơn nữa thân thể của anh cũng đã có sẵn thực lực rồi. Chu Nhược Mai nói, nhưng mà, nếu không có một cao thủ cờ tướng đứng ở bên cạnh chỉ điểm thì anh sẽ không thể nào lĩnh hội nhanh như vậy được anh có thể chỉ trong một đêm luyện thành công hai tuyệt chiêu công lao của em không hề nhỏ lê uy long đáp được rồi chúng ta không cần phải tâng bốc lẫn nhau nữa anh tranh thủ thời gian luyện tiếp chiêu thứ ba kiếm xuất thần diệt đi chu nhược mai nói anh không muốn luyện nữa lê uy long đáp tại sao bây giờ trời vẫn còn chưa sáng vẫn còn thời gian anh không luyện bây giờ thì anh muốn làm gì? Chu Nhược Mai hỏi. Anh luyện lâu như vậy rồi, mệt lắm, nghỉ ngơi chút đã. Lê Uy Long nói. Được, vậy anh ngồi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Chu Nhược Mai nói. Thế là Lê Uy Long ngồi xuống bên cạnh Chu Nhược Mai, cùng nhau tâm sự. Từ lúc hai người kết hôn tới bây giờ, lần đầu tiên ra ngoài vào ban đêm, trong rừng cây dưới ánh trăng, tâm sự nói chuyện anh anh em em. Nguyễn Tú Hằng đã viết xong một chương bởi vì chương này viết đến đoạn nam nữ chính vui vẻ hoan ái sau khi viết xong thì cô ấy cảm thấy bản thân đói khát vô cùng ca mơ thấy miệng lưỡi khô khốc thế là cô ấy đi ra khỏi phòng đến phòng bếp tìm xem có gì lót bụng hay không nhưng trong bếp làm gì có cái gì ăn được chứ tủ lạnh trong bếp chỉ có mấy túi thịt chưa chín và mấy bó rau còn có một quả dưa chuột dưa chuột thế mà lại có dưa chuột nhìn thấy quả dưa chuột này nguyễn tú hằng hưng phấn đến hai mắt phát sáng như vớ được ân nhân cứu mạng, kích động cầm lấy quả dưa chuột vào trong tay. Sau đó, cô ấy rửa sạch dưa chuột, nhanh chóng chạy vội về phòng. Chương 581 cuộc đời này không còn gì nuối tiếc nữa. Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai đồng loạt kinh hãi, bây giờ đang là nửa đêm, sao Nguyễn Tú Hằng lại thét lên đầy đau đớn như vậy? Lẽ nào Nguyễn Tú Hằng bị kẻ địch bắt giữ? Lệ Uy Long trong phút chốc cảnh giác, theo lý mà nói xung quanh biệt thự đã có rất nhiều hộ vệ trông coi, một con mũi cũng không thể bay vào được, huống chi nói đến kẻ địch. Trừ phi là tuyệt thế cao thủ đi đến không để lại dấu vết. Lệ Uy Long cảm thấy tình hình vô cùng nghiêm trọng, ngay lập tức cầm lên kiếm thần tiểu thính Vũ Lâu, lặng lẽ tiến về phía căn phòng của Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai đi theo sau lưng Lệ Uy Long, muốn xem rốt cuộc là chuyện gì. Trước lúc đi tới căn phòng, Lệ Uy Long nhẹ nhàng mở cửa phòng, sau đó nhìn thấy khắp phòng đều bật đèn nguyễn tú hằng bấy giờ nằm ở trên giường dùng chân đắp kín thân thể hai tay che lại phía bụng dưới khắp đầu chảy đầy mồ hôi bộ dạng vô cùng đau khổ nguyễn tú hằng hoàn toàn không ngờ được rằng lê uy long và chu nhược mai sẽ quay trở lại một cách lặng lẽ như này trông thấy hai người cùng lúc xuất hiện ngoài cửa phòng cô ấy không hề có một chút chuẩn bị tinh thần nào ngay tức thì hoảng hốt cả người run lẩy bẩy hai người sao đột nhiên lại quay về thế cũng không gõ cửa nữa Nguyễn Tú Hằng đau xót nói. Lệ Uy Long thấy trong phòng ngoại trừ Nguyễn Tú Hằng ra thì không còn ai khác, anh thở phào một hơi, an tâm lại bình thường. Tú Hằng, cậu rốt cuộc sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Chu Nhược Mai thấy Nguyễn Tú Hằng đổ đầy mồ hôi, bộ dạng đau khổ thì nhanh chóng tiến vào, quan tâm hỏi han. Lệ Uy Long thấy Nguyễn Tú Hằng ốm rồi thì cũng tiến vào bên trong. Lệ Uy Long, đây là phòng của con gái, anh đừng có vào đây. Nguyễn Tú Hằng thấy Lệ Uy Long một người đàn ông cao lớn cũng bước vào trong phòng thì xấu hổ vô cùng. "Mau nói cho tôi biết sốt của cô ốm như nào, có cần tôi gọi bác sĩ thông qua đây không?" Lệ Uy Long không hề rời khỏi mà còn hết mực quan tâm lo lắng. "Không cần, đây chỉ là bệnh vặt thôi, anh không cần lo, một lúc nữa tôi sẽ khỏi ngay, anh mau ra ngoài đi." Nguyễn Tú Hằng vừa ngại ngùng vừa tức giận hét lên. Lúc này, Chu Nhược Mai nhìn thấy trên giường có một nửa quả dưa chuột mặc dù đây chỉ là một nửa quả dưa chuột bình thường cực kỳ cực kỳ bình thường nhưng hiện tại xuất hiện trên đầu giường thế này khiến ai nhìn vào cũng phát hoảng trên đầu giường sao lại xuất hiện nửa quả dưa chuột chứ một nửa còn lại đâu kết hợp lại với biểu cảm thống khổ trên mặt nguyễn tú hằng chu nhược mai trong phút chốc hiểu rõ tất cả mọi chuyện nhất thời bị dọa đến mức hồn bay phách tán còn lê uy long mặc dù cũng nhìn thấy nửa quả dưa chuột nhưng anh lại không hề cảm thấy có gì đó không ổn cả anh biết dưa chuột có thể ăn sống hơn nữa còn cực kỳ thanh ngọt con gái đại đa số đều thích ăn đây có lẽ là nửa quả dưa chuột do nguyễn tú hằng đã ăn cũng nên uy long anh mau ra ngoài đi ở đây không thích hợp với anh chu nhược mai vì không muốn nguyễn tú hằng xấu mặt nên vội vã đuổi lê uy long ra ngoài lê uy long chẳng hiểu chuyện gì cả tại sao nhìn thấy nửa quả dưa chuột chu nhược mai lại vội vã đuổi mình ra bên ngoài sau khi chu nhược mai đuổi lê uy long ra ngoài Đóng cửa rồi khóa trái lại. Sau đó, cô quay người, đau lòng nhức óc nói với Nguyễn Tú Hằng, người đẹp à, sao lại dùng dưa chuột tự hại mình thế hả? Nhược Mai, tớ không hiểu cậu đang nói gì cả, cậu nói tiếng người được không? Nguyễn Tú Hằng đau đớn vừa ôm chặt bụng dưới lăn lộn ở trên giường vừa kêu rên. Tú Hằng, tớ sớm đã nói cậu tìm bạn trai đi, cậu cứ không nghe cơ, rồi lại dùng cái phương pháp này. Cậu biết đấy, lần đầu tiên của con gái cực kỳ quý giá tớ không ngờ cậu lại trả đạp bản thân mình như thế, trao lần đầu tiên quý báu đó của cậu cho dưa chuột. Chu Nhược Mai vẫn tiếp tục ca thán không ngớt. A à, tớ đau chết mất, Nhược Mai, cậu có thể đừng nói mấy lời khó hiểu đó nữa được không? Cậu chúng ta rồi à, tớ thật sự không biết cậu đang nói gì cả. Nguyễn Tú Hằng vừa kêu đau vừa nói. Cô ấy cực kỳ nghi ngờ Chu Nhược Mai và Lệ Uy Long sau khi đi vào trong rừng cây xong thì chắc chắn đã gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ, bị chúng ta nếu không sao có thể vừa quay về đã nói năng lung tung như này chứ cậu đừng có giả vờ nữa nói thật cho tớ biết nửa quả dưa chuột còn lại có phải bị gãy đứt kẹt ở bên trong không chu nhược mai nghiêm túc hỏi nhược mai cậu có thể nói rõ ràng được không gãy ở bên trong là chỉ trong nào nguyễn tú hằng ù ù cạc cạc hỏi cô ấy cảm thấy não của mình đã to lắm rồi nhưng vẫn không theo được tiết tấu của chu nhược mai cảm thấy bản thân nói chuyện với cô đều không ở cùng một đường thẳng Mặc dù Lê Uy Long bị Chu Nhược Mai đuổi ra bên ngoài, nhưng anh ấy không hề rời khỏi mà vẫn đứng ở ngoài cửa nghe lén. Bởi vì anh lo lắng cho bệnh tình của Nguyễn Tú Hằng, nếu có gì đó không ổn thì có thể thông báo cho Lạc Bảo Thông đến chữa trị. Chỉ có điều khi anh nghe thấy mấy lời không đầu không đuôi đó của Chu Dư Hần thì đầu óc anh cũng mơ hồ, không biết rốt cuộc cô đang nói cái gì. Bây giờ không có ai, chỉ có hai chị em chúng ta thôi, cậu vẫn còn giả vờ giả vịt đến lúc nào cách một lớp chăn mà mình đều có thể cảm thấy cơn đau đớn của cậu đấy. Chu Nhược Mai vừa nói vừa đem chăn vén lên. Sau đó nhìn thấy hai tay của Nguyễn Tú Hằng nắm chặt lấy bụng dưới của cô ấy, hai chân đạp loạn xạ. "Đừng có đạp lung tung nữa, mau dạng hai chân ra, tớ lấy nó ra giúp cậu." Chu Nhược Mai nói xong, chuẩn bị cởi quần của Nguyễn Tú Hằng, nghĩ trước tiên phải cởi được quần của cô ấy ra đã. Nguyễn Tú Hằng sợ hết hồn túm chặt lấy khóa quần giống hệt như một người con gái sắp sửa bị làm nhục khiếp sợ nhìn chu nhược mai run rẩy hỏi cậu rốt cuộc cậu muốn làm gì mình không phải lê đâu lê cái gì tớ là đang muốn giúp cậu lôi nó ra loại chuyện như này lại không thể đưa cậu đến bệnh viện tránh bị người ta chê cười nên chỉ còn cách tự tớ phải ra tay thôi chu nhược mai nói cậu muốn lấy cái gì ra cho tớ nguyễn tú hằng rên rỉ giúp cậu lấy nửa quả dưa chuột còn lại cậu cứ yên tâm Chuyện này mình sẽ không nói với bất kỳ ai, bao gồm cả Lê Uy Long. Chu Nhược Mai nhìn Nguyễn Tú Hằng đã thành cái dạng này rồi mà vẫn không chịu thừa nhận, chỉ đành phải bảo đảm với cô ấy trước. Vốn dĩ Nguyễn Tú Hằng là người viết tiểu thuyết, náo động cực kỳ lớn, nghe thấy Chu Nhược Mai nói thế thì cuối cùng cũng hiểu ý của cô rồi, nhất thời trên đầu đổ đầy mồ hôi. Nửa quả dưa chuột còn lại đã bị mình nuốt vào trong bụng rồi, cậu giúp mình lấy ra thế nào? Lẽ nào cậu định mổ xẻ bụng của mình ra à? Nguyễn Tú Hằng khóc không ra nước mắt, sao mà Chu Nhược Mai còn biến thái hơn cả mình thế? Cái gì? Cậu ăn nửa quả dưa chuột còn lại vào trong bụng rồi á? Chu Nhược Mai trợn mắt há mồm. Không thì cậu tưởng là gì? Nguyễn Tú Hằng hỏi ngược lại. Tớ tưởng là, tưởng là. Chu Nhược Mai ngượng chết đi được, không biết phải nói gì bây giờ. Nhược Mai à, sao cậu lại biến thái vậy hả? Tớ Nguyễn Tú Hằng không phải là loại người như trong tưởng tượng của cậu đâu nguyễn tú hằng lời lẽ đanh thép đáp chu nhược mai gượng gạo bán tín bán nghi hỏi nếu cậu đã ăn một nửa quả dưa chuột còn lại vậy tại sao lại đau đớn lăn lộn trên giường hả thì là vì mình ăn dưa chuột sống nên bụng không thoải mái vì thế mới đau đớn đến mức lăn lộn trên giường đó nguyễn tú hằng nói không phải chứ ăn nửa quả dưa chuột sống mà cũng bị đau bụng à dưa chuột vốn dĩ có thể ăn sống mà chu nhược mai hỏi tớ cũng không biết quả dưa chuột này bị sao nữa bình thường ăn không sao cả, vậy mà tối nay ăn xong đột nhiên lại đau bụng. Nguyễn Tú Hằng nói, lời cô ấy nói là sự thật, vừa nãy sau khi cô ấy viết tiểu thuyết xong thì vừa đói vừa khát, trong tủ lạnh lại chẳng có gì ăn được, chỉ có mỗi một quả dưa chuột, nên chỉ đành cầm dưa chuột quay về phòng mà thôi. Vốn dĩ định là ăn xong dưa chuột sẽ tiếp tục viết tiểu thuyết, nhưng mà vừa mới ăn được một nửa thì đột nhiên bụng đau dữ dội, không còn cách nào khác đành phải bỏ nửa quả lên trên đầu giường, rồi nằm xuống dưới giường nghỉ ngơi cô ấy cứ tưởng rằng nằm nghỉ là sẽ không sao nhưng về sau bụng càng ngày càng đau hơn đau đến mức khiến cô phải thét lên rồi sau đó lê uy long và chu nhược mai xông vào cô ấy một mực đuổi lê uy long ra ngoài bởi vì bản thân là con gái mà còn đang nằm trên giường bị một người con trai đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm đương nhiên sẽ cảm thấy rất ngại có phải là vì dưa chuột vừa được phun thuốc trừ sâu cậu chưa rửa sạch đã ăn không chu nhược mai nói mình đã rửa rất sạch rồi, có lẽ là do dạ dày của mình không tốt, không ăn được dưa chuột sống. Nguyễn Tú Hằng nói, chương 582 chúng ta đều biến thái như nhau. Nếu đã là như vậy thì để mình đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra nhé. Chu Nhược Mai biết mình đã hiểu lầm Nguyễn Tú Hằng, cũng cảm thấy cực kỳ áy náy, vì để an toàn thì vẫn nên đưa Nguyễn Tú Hằng tới bệnh viện chữa trị, ngộ nhỡ thật sự chúng phải độc của thuốc trừ sâu thì sao. Đợt một lát, tớ bị Tào Tháo đuổi rồi, phải đi vệ sinh đã. Nguyễn Tú Hằng nói xong thì vội vã chạy vào trong nhà vệ sinh. 10 giây sau, Nguyễn Tú Hằng mặt mũi thoải mái đi ra từ trong nhà vệ sinh. Tú Hằng, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Chu Nhược Mai thấy Nguyễn Tú Hằng ra ngoài thì quan tâm hỏi. Thoải mái hơn nhiều rồi. Không sao rồi, không cần đi bệnh viện nữa. Nguyễn Tú Hằng nói. Bụng cậu đau như vậy hóa ra là bị Tào Tháo đuổi à? Chu Nhược Mai nói. Ừ, ít ăn dưa chuột sống lại sẽ tốt hơn quá dễ dàng tiêu chảy rồi nguyễn tú hằng nói lúc nãy cậu dọa chết tớ rồi tớ còn tưởng cậu không chịu được cô đơn dùng dưa chuột tự hại mình đấy chu nhược mai nói cậu biến thái vừa thôi mới nhìn thấy nửa quả dưa chuột thì đã loạn cào cào hết cả lên tớ đúng là phục cậu cậu không đi viết tiểu thuyết đúng là đáng tiếc tớ xin chịu thua tớ quá là thấp kém nguyễn tú hằng cảm thán cậu đừng khiêm tốn nữa tớ sao so với cậu được. Lần trước tớ cũng chỉ nhờ Lê Uy Long giúp tớ nặn một cái mụn, lúc ấy cậu cũng hiểu nhầm còn gì. Chu Nhược Mai nói, ha ha, vậy hai chúng ta coi như hòa nhé, sàn sàn cỡ nhau, không phân trên dưới, đều biến thái hết. Nguyễn Tú Hằng nói, Lê Uy Long ở ngoài cửa nghe lén đều nghe không hiểu Chu Nhược Mai với Nguyễn Tú Hằng đang nói về cái gì, cảm thấy bản thân càng nghe càng không còn thuần khiết nữa, nên anh chỉ còn cách lặng lẽ rời khỏi đó quay về phòng của mình nghỉ ngơi nhược mai lúc nãy cậu với lê uy long ban đêm chạy vào trong rừng cây làm cái gì vậy ở trên giường chẳng phải thoải mái hơn ư nguyễn tú hằng hiếu kỳ hỏi cậu cậu biết tớ với lê uy long đi đến rừng cây chu nhược mai kinh ngạc hỏi ừ nửa đêm tớ tỉnh dậy đúng lúc nhìn thấy cậu với lê uy long đi vào trong rừng cây nguyễn tú hằng thật thà nói lại cậu đừng hiểu lầm tớ với Lê Uy Long nửa đêm vào trong rừng cây là để luyện kiếm pháp với anh ấy. Chu Nhược Mai nói, gì cơ, hai người các cậu nửa đêm vào trong rừng cây chỉ để luyện kiếm á. Nguyễn Tú Hằng hoảng hốt hỏi, đúng vậy, lẽ nào cậu không nhìn thấy Lê Uy Long cầm trên tay thanh kiếm tiểu thính vũ lâu sao? Chu Nhược Mai hỏi, tớ tưởng anh ấy cầm kiếm đi là để phòng thân, không ngờ các cậu lại đi vào trong rừng cây luyện kiếm, hại tớ nhất thời tâm huyết dâng trào, khiến nam nữ chính trong tiểu thuyết của tớ cũng đi vào trong rừng cây. Chết rồi, nữ chính của tớ đã bị đẩy ngã rồi, chắc chắn sẽ mất đi lực hấp dẫn, có lẽ mất hết một nửa lớn độc giả ấy chứ. Nguyễn Tú Hằng khóc không ra nước mắt. Ai bảo suy nghĩ của cậu đen tối thế làm gì, đáng đời. Thời gian không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi. Chu Nhược mai đi luyện kiếm cùng Lê Uy Long cả một đêm, cô thật sự rất mệt, chỉ muốn nhanh chóng được đi nghỉ ngơi. Nguyễn Tú Hằng cũng có chút buồn ngủ rồi cô ấy không viết tiểu thuyết nữa, cùng với Chu Nhược Mai lên giường đi ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, Lệ Uy Long nhận được tin tức tình báo mới, liên kết chiến hạm của Liệt ưng quốc và cự hùng quốc đã đến vùng biên giới của vùng biển phương Nam rồi. Lần xuất trinh lần này của Lệ Uy Long sẽ đem theo thanh thần kiếm tiểu thính Vũ Lâu. Uy Long, anh nhất định phải bình an quay về đấy nhé. Trước lúc rời đi, Chu Nhược Mai bịn dịn không nỡ rời xa. Anh biết rồi, em ở nhà đợi anh trở về nhé. Lê Uy Long nói xong thì quay người rời đi. Đại địch trước mặt, anh là tổng chỉ huy cả vạn quân sĩ, tuyệt nhiên sẽ không dính đến nữ nhi tình trường. Nếu chiến hạm của nước Long Quốc không thể ngăn cản được quân đội chiến hạm của Liệt ưng quốc và cử hùng quốc thì phòng tuyến vùng Duyên Hải sẽ trở thành bình phong che chắn cuối cùng cho quốc hòa. Nếu như phòng tuyến vùng Duyên Hải bị phá vỡ thì quốc hòa sẽ trở thành chiến trường. Thật ra Lê Uy Long hoàn toàn có thể đưa Chu Nhược Mai đến nơi an toàn trước, nhưng anh không muốn làm như thế bởi vì Chu Nhược Mai là người nhà của mình, đại địch trước mắt nếu như hổ soái dẫn đầu chuyển người nhà đi thì sẽ chuyển ra ngoài một tín hiệu không tốt, sẽ khiến cho mọi người cảm thấy quốc hòa sẽ không giữ được, ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của tướng sĩ. Vì muốn biểu hiện rõ quyết tâm chống địch, anh nhất định sẽ để Chu Nhược Mai ở lại quốc hòa. Mặc dù Lê Uy Long dẫn theo Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đi cùng, nhưng những thành viên đội đặc nhiệm và hơn 50 hộ vệ anh đều để lại, căn dặn bọn họ bảo vệ Chu Nhược Mai an toàn, vì sắp sửa đánh trận rồi, những mãnh tướng giống như Thiên Thành, Hà Ngọc Lan không thể chỉ dùng để bảo vệ Chu Nhược Mai, mà nhất định phải dẫn theo bọn họ lên chiến trường, khi đó mới có thể phát huy hết năng lực của bọn họ. Đại địch trước mặt, sao có thể để mãnh tướng dưới trướng mình đi bảo vệ bà xã được chứ? Như thế thì quá đáng tiếc rồi. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đứng ở ngoài cổng biệt thự, mắt không rời tiến đưa đoàn đội của Lê Uy Long. Bây giờ Đoàn chiến hạm của Liệt Ưng quốc và Cự Hùng quốc đã tiến vào vùng biển phía nam, đang tiến quân thần tốc, tập kích thẳng về phía Quốc Hòa. Trước kia vũ khí được nước Long quốc chôn ở dưới đáy biển đại đa số đều đã bị Liệt Ưng quốc và Cự Hùng quốc sử dụng máy móc tiên tiến moi lên hết, lấy đó làm kíp nổ trước. Những vũ khí dưới đáy biển này hoàn toàn không thể gây thương tổn gì cho Liệt Ưng quốc và Cự Hùng quốc. Tin tức Liệt Ưng quốc và Cự Hùng quốc tiến vào vùng biển phía nam rất nhanh đã được truyền đến khắp cả nước người dân quốc hòa trong lòng bàng hoàng một số cư dân nhát chết đã dẫn theo người nhà trốn chạy thật xa nhưng đại đa số cư dân yêu nước thì vẫn ở lại quốc hòa khi đoàn xe của lê uy long đi qua đường phố quốc hòa thì hàng loạt thanh niên nhiệt huyết dơ băng biểu ngữ đi trên đầu đường lớn tiếng kêu gào trên bảng biểu ngữ là đủ các loại từ tất cả đều là mắng chửi lê uy long tống đốc phía nam lê uy long nhát gan như chuột hại nước hại dân Tên hèn nhát Lệ Uy Long mau mau cút khỏi quốc hòa. Tổng đốc Lê Uy Long không kháng địch, thả cho địch ập vào, tội nhân ngàn đời. Lệ Uy Long là tên giặc bán nước, ai ai cũng muốn chém chết. Thứ dân bại hoại Lệ Uy Long, lập tức từ chức đi. Tối qua người nhà họ Chu đã phát tán tin tức Lệ Uy Long chính là tên tổng đốc hạ lệnh vứt bỏ chiến hạm của nước Long Quốc ở vùng biển phía nam. Tin tức này giống như trái bom nặng ký cứ thể nổ tung, chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp quốc hòa. Sáng nay những thanh niên nhiệt huyết kia đã biết được chiến hạm của quân địch đã tiến vào trong vùng biển phía nam, đánh thẳng thần tốc, chạy thẳng tới quốc hòa, lòng đầy căm vẫn bắt đầu viết ra biểu ngữ, sau đó ra phố lên án Lê Uy Long. Bọn họ chẳng thèm quan tâm Lê Uy Long là tướng năm sao hay là tổng đốc phía nam, chỉ cần không chống địch thì bọn họ sẽ không hề bỏ qua. chương 583 mua chuộc Hôm qua Lê Uy Long xuất hiện ở quốc hòa một cách oai phong lẫm liệt, đón nhận đủ mọi sự ngưỡng mộ, Vậy mà chỉ trong một đêm lại biến thành tiểu nhân trong mắt cả ngàn người, giống như một con chuột xuất hiện trên phố, ai ai cũng sẽ hét lên đòi đánh chết. Lê Uy Long nhìn thấy những biểu ngữ này thì khẽ cao chặt mày. Thiên Thành nhìn thấy những biểu ngữ này thì lập tức tức giận nhìn Lê Uy Long nói, hổ xoái, những tên điêu dân này dám mắng chửi anh, để tôi đi dọn dẹp bọn họ. Không cần, kệ bọn họ đi, Lê Uy Long nói. Liệu có phải là có người ở phía trong gây khó dễ không? Cố ý phát tán thân phận tổng đốc của anh ra ngoài, sau đó thêm dầu vào lửa, khiến anh thân bại danh liệt. Thiên Thành nói: "Bây giờ đại địch trước mặt, chúng ta trước hết không truy cứu chuyện này nữa, kháng địch mới là điều quan trọng." Lê Uy Long nói: "Lúc này, trong đám đông đột nhiên có một người chỉ vào xe của Lê Uy Long hét lớn, tên bán nước Lê Uy Long ở trong chiếc xe kia, chúng ta mau chặn anh ta lại." Trong phút chốc, hàng ngàn cư dân phẫn nộ ập đến, chặn hết cả một đoạn đường. Đột nhiên bị nhiều người chặn đường lại, xe của Lê Uy Long không thể không dừng lại. Tên bán nước Lê Uy Long, mau cút ra đây." Phan Thiên Phách lối hét lớn. Anh ta và Trần An Khang, Chu Hoàng Lâm cùng nhau trà trộn trong đám đông. "Lê Uy Long, mày là tên nhát chết không xứng làm tổng đốc." Chu Hoàng Lâm đổ thêm dầu vào lửa. Đám đông phẫn nộ, trong nháy mắt đã bị xúi dục, điên cuồng gào thét, sỉ nhục. Lê Uy Long nhìn thấy Chu Hoàng Lâm, Trần An Khang Phan Thiên đứng trong đám đông thêm dầu vào lửa. Anh không cần điều tra cũng biết được chắc chắn là do ba người này gây cản trở, xúi dục dân chúng. Đại địch trước mắt, tình hình khẩn cấp, mấy người này cả gan cản trở quân vụ, cho bọn họ thời gian một phút, nếu còn không rời đi thì lôi chu Hoàng Lâm, Trần An Khang, Phan Thiên ở trong đám đông đó ra ngoài cho mỗi người một đao, để làm cảnh cáo gian đe. Lê Uy Long nói với Thiên Thành. Gió, Thiên Thành tuân theo mệnh lệnh của Lê Uy Long, mở cửa xuống xe. Phan Thiên trở về từ cõi chết, sau khi chạy vào một con hẻm nhỏ, hắn ta ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Ống quần của hắn ta đều ướt đẫm, bởi vì vừa rồi hắn ta đã sợ hãi đến mức tè ra quần, nhưng bây giờ hắn ta vẫn còn sợ hãi không thôi đến bản thân cũng không biết. Chu Hoàng Lâm và Trần An Khang đuổi theo hướng Phan Thiên bỏ chạy. Cậu chủ thành, tại sao ống quần của anh lại ướt? Trần An Khang lúc này mới hỏi. Phan Thiên cúi đầu nhìn xuống, thấy hai ống quần của mình thật sự ướt đẫm, còn có nước nhiễu ra liên tục, lập tức xấu hổ vô cùng. Cậu chủ thành, không phải là anh sợ đến mức đái ra quần chứ? Trần An Khang hơi kinh ngạc hỏi. Tôi, Phan Thiên lúng túng không biết giải thích như thế nào. Vừa rồi cậu chủ thành suýt chút nữa đã mất mạng, sợ đến đái ra quần là bình thường mà. Anh rể, anh lại nhân tiện đã trêu đùa cậu chủ thành rồi. Chu Hoàng Lâm nói, này, nếu chúng ta không khiến cho Lê Uy Long chết đi, cả đời này chúng ta sẽ mãi mãi bị anh ta ngồi lên đầu, tôi không cam tâm. Chu Hoàng Lâm nói, cách thì luôn có, bây giờ Lê Uy Long đã gây ra sự bất mãn trong quần chúng. Chỉ một đốm lửa nhỏ có thể cháy lan khắp đồng cỏ, không bao lâu nữa, toàn bộ Long Quốc đều sẽ dấy lên làn sóng lên án Lê Uy Long. Trần An Khang nói, ngay cả khi có làn sóng lên án Lê Uy Long, tôi nghĩ cũng sẽ rất khó để làm lung lay vị trí của lê uy long dù gì thì anh ta cũng là một tướng năm sao hiếm thấy ở long quốc sẽ không vì một chút bất mãn của dân chúng mà bị cách chức đâu phan thiên nói ôi thật sự không biết long chủ nghĩ gì nữa loại oát con vô dụng như lê uy long cũng có thể được mang danh tướng quân năm sao trần an khang nói đúng lúc này một người đội mũ lưỡi chai đi tới nói hóa ra ba vị có thủ oán sâu nặng với lê uy long như vậy chu hoàng lâm Trần An Khang và Phan Thiên thấy một người đàn ông lạ mặt đột ngột xuất hiện liền giật mình. Anh, anh rốt cuộc là ai? Chu Hoàng Lâm nơm nớp lo sợ hỏi. Ba cậu chủ không cần hoảng sợ, tôi không phải người của Lê Uy Long, tôi tên là Quách Cơ, là người của Liệt Ưng Quốc, tôi và các cậu giống nhau, đều muốn giết chết đám người Lê Uy Long. Chu Hoàng Lâm vừa nói vừa cởi bỏ chiếc mũ lưỡi chai xuống. Chu Hoàng Lâm, Trần An Khang và Phan Thiên bình tĩnh nhìn lại, phát hiện rằng người đàn ông này thực sự trông giống dáng vẻ của một người liệt ưng quốc. Tại sao anh cũng muốn giết Lê Uy Long? Chu Hoàng Lâm hỏi. Bởi vì bây giờ liệt ưng quốc của chúng tôi đã tuyên chiến với Long Quốc, Lê Uy Long là kẻ thù số một của liệt ưng quốc chúng tôi, tất nhiên là tôi muốn anh ta phải chết. Chu Hoàng Lâm nói thẳng vào vấn đề. Thực ra, kể từ lúc Chu Hoàng Lâm, Trần An Khang và Phan Thiên Xúi dục dân chúng lên tiếng tố cáo Lê Uy Long, Chu Hoàng Lâm đã âm thầm quan sát họ, do đó biết được cả ba người họ đều rất có giá trị lợi dụng. Các cậu cũng không cần phải căng thẳng như vậy, chúng ta đều có chung kẻ thù là Lê Uy Long, kẻ thù của kẻ thù là bạn, tôi thực sự hy vọng có thể hợp tác với ba vị cậu chủ đây. Quét cơ vừa nói, vừa đội mũ lưỡi chai lên lần nữa. Anh là người của Liệt ưng quốc, chúng tôi là người Long quốc. Bây giờ hai nước đang xảy ra chiến tranh, chúng ta không thể trở thành bạn bè được. Mặc dù ba người này vô cùng căm ghét Lê Uy Long, nhưng bảo ba người họ phản bội Long Quốc, cấu kết với kẻ địch thì bọn họ không đủ dũng khí để làm vậy. Nếu ba cậu chủ không hợp tác với tôi, các cậu mãi mãi đừng nghĩ đến chuyện thắng được Lê Uy Long, các cậu sẽ luôn bị Lê Uy Long cưới trên đầu. Nếu các cậu hợp tác với tôi, không chỉ có thể tiêu diệt Lê Uy Long, liệt ưng quốc chúng tôi cũng có thể đảm bảo rằng gia tộc của các cậu sẽ trở thành một gia tộc đẳng cấp. Quách cơ nói. Nghe những gì Quách cơ nói, Chu Hoàng Lâm, Trần An Khang và Phan Thiên đều có chút dao động. Chương 584 đầu quân cho giặc. Long quốc của các người đã không còn ai dùng được nữa rồi, vậy nên mới bổ nhiệm một kẻ nhu nhược như Lê Uy Long làm thống đốc. Các người cũng đâu phải không biết bản lĩnh của anh ta. Với năng lực của Lê Uy Long, các người cảm thấy dưới sự lãnh đạo anh ta, Long quốc liệu có thể thắng được không? Quách cơ lại lên tiếng. Điều này đúng là khó hiểu một tên nhãi danh nhu nhược như lê uy long sao lại được trao tặng chiến tướng năm sao chứ chu hoàng lâm thắc mắc chỉ là khi anh ta còn làm lính đã từng may mắn cứu long chủ một lần quốc vương nhất thời vui vẻ nên đã bí mật trao tặng chiến tướng năm sao cho anh ta quách cơ trả lời hóa ra lê uy long đã từng cứu quốc vương chẳng trách một kẻ hèn nhát như anh ta lại được phong chiến tướng năm sao chu hoàng lâm đáp không sai anh ta cũng chỉ vì cứu giá có công nên mới may mắn được trao tặng chiến tướng năm sao. Thực ra anh ta chẳng có bản lĩnh gì cả, Long Chủ cũng không dám công khai phong tặng, sợ sẽ bị toàn quốc phản đối. Quét cơ tận dụng triệt để mọi cơ hội, lấy chuyện Lê Uy Long được bí mật trao tặng chiến tướng năm sao để ẩn ý chia rẽ. Nghe Quét cơ nói vậy, Chu Hoàng Lâm, Trần An Khang và Phan Thiên đều tưởng là thật. Mỗi người đều như bóng chốc bừng tỉnh vậy. Quốc phương đúng là hồ đồ chỉ vì Lê Uy Long từng cứu ông ta một lần mà phong cho Lê Uy Long cấp bậc cao như vậy. Trần An Khang nói, đúng vậy, một tên nhãi danh hèn nhát như Lê Uy Long, quốc phương sớm muộn gì cũng bị chết trong tay anh ta. Phan Thiên thêm vào, Lê Uy Long thật sự là tội nhân thiên cổ của Long Quốc, anh ta chắc chắn sẽ mang tiếng xấu ngàn đời. Chu Hoàng Lâm đáp, so với việc đợi làm nô lệ mất nước, chúng ta thà rằng sớm tìm một đường lui, dựa vào liệt ưng quốc. Chu Hoàng Lâm đã quyết định sẽ đầu quân cho giặc. Được, tôi cũng đồng ý hợp tác với liệt ưng quốc, hy vọng đến lúc các người công phá thành quốc hòa có thể cho nhà họ Trần của tôi một con đường sống. Đồng thời giúp nhà họ Trần trở thành danh gia vọng tộc. Trần An Khang nói, Phan Thiên tôi cũng đồng ý dựa vào liệt ưng quốc, hy vọng liệt ưng quốc bắt Lệ Uy Long làm tù binh thì có thể xử tử anh ta. Phan Thiên cũng đồng ý quy phục. Ba người này đều là cá mè một ruột, vốn dĩ không yêu thương gì Long Quốc hơn nữa họ còn có thủ oán với Lê Huy Long, bị quét cơ tùy tiện công kích tâm lý một chút thì họ đã đầu quân cho giặc ngay. Lúc này ở phòng tuyến Duyên Hải, toàn bộ đã chuẩn bị xong công tác chiến đấu. Các loại tàu được trang bị đạn pháo đã đậu ở bên bờ đợi lệnh. Dựa theo chiến lược của Lê Huy Long, chỉ cần tàu chiến của địch tiến vào vùng biển thì đội tàu chiến của Long Quốc sẽ lập tức xuất kích. Các tàu đạn pháo sẽ đồng loạt nổ pháo, máy bay chiến đấu của chiến vực cũng sẽ ra trận còn có các tên lửa bí mật ở các đảo xung quanh cũng sẽ tấn công vào nhiều phía của tàu chiến địch. đến lúc đó cả kẻ địch và tàu chiến địch đều sẽ bị oanh tạc vô cùng khủng khiếp. lê uy long đợi ở phòng tuyến duyên hải nửa tiếng, đang định đi về thì lê lương quân chạy đến nói báo cáo tổng đốc tàu chiến của địch bỗng nhiên dừng tiến về phía trước. lê uy long nhất thời nhướng mày đáp lẽ nào phương án tác chiến của quân ta đã bị kẻ địch biết được? rất có khả năng này lê lương quân nói. Thiên Thành, anh ở lại đây cùng Trung tướng Lê chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Hà Ngọc Lan cùng tôi quay về chiến vực, Lê Uy Long nói với Thiên Thành và Hà Ngọc Lan. Rõ, Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đồng thanh đáp. Thiên Thành ở lại, còn Hà Ngọc Lan thì hộ tống Lê Uy Long lên xe. Thiên Thành bây giờ đang có ý chí chiến đấu rất cao, mong ở lại tiền tuyến giết địch còn không hết. Còn Hà Ngọc Lan mặc dù cũng rất muốn lên chiến trường giết giặc, nhưng cô ấy càng thích ở lại bên cạnh Lê Uy Long hơn. Dù sao thì bảo vệ hổ soái vệ quốc cũng rất quan trọng. chương 585 đầu hàng kẻ địch, giết không tha. Sau đó, Hà Ngọc Lan liền ngồi cùng xe với Lê Uy Long quay về chiến vực quốc hòa dưới sự bảo vệ của vệ sĩ. Hổ soái tôi có lời này không biết có nên nói hay không. Trên xe, Hà Ngọc Lan lên tiếng. Có gì cứ nói đừng ngại. Lê Uy Long đáp, tôi cảm thấy quân địch đột nhiên dừng lại không tiến về phía trước nữa, cũng chưa chắc là đã biết được phương án tác chiến của quân ta. Hà Ngọc Lan nói, dựa vào đâu mà cô nói vậy? Lê Uy Long hỏi, Ano và Tay Lo đều là chiến thần nổi tiếng của đời trước. Chắc chắn là bọn họ đã đoán ra chiến thuật mà anh sử dụng. Bọn họ chắc chắn sẽ không mắc lừa dễ dàng như vậy. Hà Ngọc Lan nói, ừ, có lý, xem ra lần này gặp phải kỳ phùng địch thủ rồi. Lê Uy Long cảm thấy Hà Ngọc Lan nói cũng hợp lý. Có điều, tôi có một chỗ không hiểu, kẻ địch đã tuyên chiến với chúng ta rồi, chí khí của binh sĩ bên họ đang tăng cao. Trận chiến này sớm muộn gì cũng phải đánh, nhưng bọn họ lại đột nhiên dừng lại, không tiến về phía trước nữa. Không lẽ họ không sợ ảnh hưởng đến ý chiến đấu của binh sĩ sao? Lẽ nào cứ dây dưa với chúng ta như vậy? Hà Ngọc Lan nói, bọn họ biết rằng tiến vào phạm vi hỏa lực của quân ta sẽ bị oanh tạc rất lớn đương nhiên sẽ không tới nộp mạng lê uy long đáp nhưng mà đây là cửa ải mà bọn họ sớm muộn gì cũng phải qua nếu như bọn họ vẫn luôn không tiến công sao có thể thực hiện được ý đồ chiến lược đánh gọng kìm từ hai phía nam bắc với sư quốc được hà ngọc lan hỏi đây chính là điều khiến người ta không đoán ra được hành động này của bọn họ có chút kỳ lạ lê uy long đáp có khi nào bọn họ muốn phần lớn chủ lực của ta bị kiềm chế tại phía nam để bọn sư quốc có thể thuận lợi công phá cửa phía bắc của chúng ta không hà ngọc lan lại hỏi cũng có khả năng này nhưng tôi lại cảm thấy càng có khả năng là bọn họ đang chờ một cơ hội lê uy long nói cơ hội gì hà ngọc lan thắc mắc có lẽ bọn họ muốn đợi binh mã mà bọn họ bí mật phái đến ở phía đông và phía tây để lúc bọn họ tấn công vào phía đông và phía tây của chúng ta sẽ khiến chúng ta ba mặt giáp địch chân tay luống cuống thì bọn họ sẽ lại tấn công chúng ta từ phía nam. Lê Uy Long đáp, hóa ra là vậy, tôi hiểu rồi. Hà Ngọc Lan nói, sau khi Lê Uy Long trở lại chiến vực phía nam thì lập tức mở cuộc họp khẩn. Cùng với hổ xoái chân giữ phía nam Trần Kiệt và các tướng lĩnh cao cấp của chiến vực nam phương nghiên cứu đối sách. Hiện tại, quân địch còn cách phạm vi mà hỏa lực của chúng ta có thể bao trùm 260 mét thì bỗng nhiên ngừng tiến công. Các vị cảm thấy hành động này của quân địch là như thế nào? thuộc hạ cho rằng Hano được gọi là chiến thần, tay lo được gọi là chiến thần vô địch thì bọn họ hẳn là đã đoán được chiến thuật tác chiến của quân ta nên không dám tùy tiện đi tới. Một vị tướng lĩnh lên tiếng. Nếu như không phải là bọn họ đoán được ý đồ tác chiến của chúng ta vậy thì chiến lược đã bị đặc công của kẻ địch biết được. Một vị tướng lĩnh khác nói. Còn có một loại nguyên nhân nữa là bọn họ đã biết hổ xoái lê đã đích thân đến chấn giữ phía nam, cho nên lúc lâm trận thì hoảng sợ chỉ có thể ở lại đó phô trương thanh thế, kiềm chế chủ lực phía nam của chúng ta, không dám tùy tiện chỉ huy quân ra phía bắc, gấp rút tiếp viện phía bắc. Những phân tích này của bọn họ vừa rồi lúc ở trên đường Hà Ngọc Lan cũng đã phân tích cơ bản rồi. Lệ Uy Long gật gật đầu, nói, những điều mọi người nói đều có lý. Đây là một trận chiến lớn, đối thủ của chúng ta cũng rất mạnh, chắc chắn sẽ không chiến thắng một cách thuận lợi. Sau này sẽ còn rất nhiều biến số. Chúng ta phải chuẩn bị tốt cho việc trường kỳ kháng chiến. Rõ, tất cả mọi người đồng thanh đáp. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta muốn phá được ý đồ tác chiến của quân địch thì đồng thời cũng phải ngăn ngừa việc chiến lược của chúng ta bị kẻ địch phá hoại. Bây giờ thành quốc hòa đã biến thành một nơi có tình hình xáo trộn, đặc công của kẻ địch chắc chắn đã phát triển hoạt động ở thành quốc hòa, đặc công của chúng ta cũng không thể nhàn dỗi được. Lệ Uy Long lại nói tiếp vì để đề, đề phòng đặc công của kẻ địch gây ra sóng gió ở thành quốc hòa, ăn cắp sự sắp xếp tác chiến của chúng ta, kêu gọi người của chúng ta đầu hàng. Chúng ta nhất định phải điều một nhóm đặc công đến thành quốc hòa, đọ sức với bọn họ. Vào đêm trước khi cuộc chiến lớn bắt đầu, nếu có kẻ đầu hàng kẻ địch thì giết không tha. chương 586 Biện Pháp để phá vỡ kẻ thù Được rồi, chuyện này tôi sẽ điều tra. Lập tức phái một nhóm đặc công của chúng ta ẩn nấp ở thành phố Quốc Hòa, xử lý hết toàn bộ đặc công của kẻ địch và những người không trung thủy với long quốc trần kiệt nói hiện tại kẻ địch đã dừng lại không tiếp tục tiến lên đang quan sát đại môn như hổ rình mồi chúng ta lại không thể rút binh tiến lên phía bắc các vị có cách gì để dẫn địch thâm nhập vào không lê uy long lại hỏi các tướng sĩ hai mắt nhìn nhau cũng không nghĩ ra cách gì để có thể dẫn địch thâm nhập tôi cảm thấy liên quân chiến hạm đàn áp đang chờ thời cơ để hành động hẳn là đang muốn chờ binh lực bọn họ triển khai ở khâu dẫn quốc và lang quốc phát động tiến công đối với phía đông và phía tây đồng thời tiến công phía nam trần kiệt nói tôi cũng nghĩ vậy nên tôi muốn thừa dịp bọn họ còn chưa bắt đầu tiến công phía đông và phía tây trước hết phải tiêu diệt binh lực triển khai ở phía nam đến lúc đó đại quân phía nam chúng ta có thể chia làm ba loại phân biệt trợ giúp các phía đông tây bắc lê uy long nói nếu chúng ta giả vờ rút một nửa binh lực về phía Bắc để hỗ trợ phía Bắc, tàu địch chắc hẳn sẽ nắm bắt cơ hội tấn công phía Nam của ta. Miễn là họ đi sâu hơn 450 km, họ sẽ đi vào vòng vây của chúng tôi. Chúng tôi che giấu tên lửa của các hòn đảo và chúng tôi có thể ném bom chúng từ nhiều nguồn khác nhau. Một vị tướng sĩ nói, chúng ta điều động một lượng lớn binh sĩ, không thể lừa được kẻ địch. Nếu như thật sự điều động đến nửa đường, kẻ địch nhân cơ hội công kích phía Nam ta, nửa đường binh mã cũng không đuổi kịp được lê uy long nói vậy thật sự không có cách nào để dẫn địch thâm nhập sao vị tướng lĩnh kia lên tiếng hỏi lại vẫn còn biện pháp khác lê uy long nói tổng đốc đã nghĩ ra cách gì sao trần kiệt hỏi đó chính là chúng ta phải thật sự rời khỏi giàn chiến hạm từ phía đông phái đến lê uy long nói dự định đem nhóm chiến hạm thượng phía đông này đi đâu trần kiệt hỏi đương nhiên là đem bọn họ điều về phía đông lê uy long nói nhưng mà hiện tại chủ lực tinh nhuệ của liệt ưng quốc và cựu hùng quốc đều ở phía nam điều ra chiến hạm do phía đông phái tới chúng ta chỉ có một nhóm chiến hạm ở phía nam làm sao có thể đối đầu với chiến hạm của hai nước bọn họ trần kiệt nói chúng ta có nhiều tên lửa trên bờ như vậy các đảo xung quanh còn có căn cứ tên lửa bí mật máy bay chiến đấu của chúng ta cũng có thể từ trên đất liền công kích bọn họ hơn nữa một chiến hạm của chúng ta, phối hợp tác chiến, đủ để tiến hành đả kích hủy diệt chiến hạm của bọn họ. Lê Uy Long nói, quần thể chiến hạm quá to lớn, hệ thống phòng ngự cũng cực kỳ mạnh, hẳn là có thể không so được thắng bại với chúng ta. Điều ra một nhóm chiến hạm, chúng ta thật ra cũng không nắm chắc sẽ thắng. Trần Kiệt nói thực tế, đánh giặc là việc không bao giờ có thể nắm chắc phần thắng. Tình hình chiến đấu trên chiến trường trong nháy mắt thay đổi nhanh chóng. Chú ý đến năng lực ứng biến ở hiện trường, nếu đợi đến khi Long quốc của tôi chịu địch bốn phía, bất kể là phía tây hay phía đông tây, hay là phía bắc, chỉ cần một cánh cửa lớn bị quân địch công phá, mỗi một kẻ địch đều sẽ giống như một thanh đao nhọn cắm vào trái tim Long quốc tôi." Lệ Uy Long nói. Sau đó, anh nói thêm, cự hùng quốc được triển khai ở dẫn giao, sớm hay muộn sẽ tấn công phía đông của tôi thôi. Mà giàn chiến hạm phía đông lại phái tới phía nam, đến lúc đó phía đông không có dàn chiến hạm đón kẻ địch nhất định sẽ không giữ được. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng trước, trước hết phải điều động dàn chiến hạm phía đông trở về. Chúng ta không thể chỉ quan tâm đến sự an nguy của cổng phía nam, mà để lại ba cửa lớn khác không để ý. Chúng ta phải xem xét chuyện lớn, sức mạnh bảo vệ các cửa lớn Long Quốc ta không mất. Nếu không, nếu cửa lớn ở phía đông bị công phá, quân địch sẽ đánh phá xuống phía nam, hai mặt giáp với phía nam. Tổng đốc nói rất đúng. Trần Kiệt nói các vị có đồng ý với quyết định điều giàn chiến hạm ra khỏi phía đông hay không? Lê Uy Long lại hỏi các vị đại sĩ ở đây. Chúng tôi tán thành quyết định của Tổng đốc, các tướng sĩ đồng thanh nói. Được, truyền mệnh lệnh của tôi, lập tức điều giàn chiến hạm phía đông về khu vực biển phía đông. Lê Uy Long lập tức hạ lệnh. Lê Uy Long vừa nói xong, lập tức có người truyền đạt mệnh lệnh để cho giàn chiến hạm phía đông nhanh chóng trở về phía đông phòng ngự. Lúc này, điện thoại trong phòng hội nghị đột nhiên đổ chuông. Người phụ trách trả lời điện thoại, nói với Lê Uy Long, Tổng đốc, quân đội tham mưu phía Tây Lư gọi điện thoại, có việc gấp tìm ngài. Lê Uy Long lập tức đi trả lời điện thoại, tham mưu Lư, có chuyện gì vậy? Hổ xoái, Lan quốc liên hợp tinh nhuệ chuyên môn của liệt ưng quốc, đột nhiên phát động tiến công phía Tây của ta. Lưu Bảo Kim nói dồn dập. Lệ Uy Long nghe vậy hơi lo lắng, không ngờ lang quốc và liệt ưng quốc phát động tiến công phía tây nhanh như vậy hiện tại tình hình chiến đấu thế nào lê uy long hỏi hiện tại tướng quân giang trấn vũ đang dẫn đầu các tướng sĩ chiến đấu với kẻ địch nhưng lần này lang quốc là sư đoàn tinh nhuệ được trang bị tốt của liệt ưng quốc kẻ xâm phạm mạnh mẽ hơn trước rất nhiều sức chiến đấu quá mạnh quân phía tây chúng ta đoán khó có thể chống đỡ lưu bảo kim nói giang trấn vũ là tướng phòng thủ ở khu vực phía tây cho dù như thế nào, cũng nhất định phải bảo vệ phía Tây. Phía Tây tuyệt đối không thể thất bại, một khi phía Tây bị địch đột phá, chúng ta sẽ ở trong tình huống vô cùng thụ động. Lê Uy Long nói, vâng, Lưu Bảo Kim nói. Sau đó, Lưu Bảo Kim lại nói, hổ xoái, ngươi không ở phía Tây tỏa chấn, trong lòng chúng ta như thiếu một cây định hải thần châm. Anh có thể cho chúng tôi một số biện pháp tốt để phá vỡ kẻ thù không? Lưu Bảo Kim hỏi chương 587 Lê Uy Long ở chiến vực, cô ấy đương nhiên cũng phải ở chiến vực. Trước hết anh nói cho tôi biết rõ tình hình chiến đầu đi. Lê Uy Long nói, hiện tại tinh nhuệ của liệt ưng quốc và quân địch của lang quốc đang liên hợp công kích tuyết lang quan của tôi, tướng từ liêu tự mình dẫn hổ lang sư ở lâu lan quan cùng kẻ địch chiến đấu ở phía tây. Hổ lang sư, thiết kỵ sư, đang từ hai phía nam bắc chạy tới trợ giúp lâu lan quan. Lưu Bảo Kim nói, nói hồ lang sư thiết kỵ sư không cần đi trợ giúp lâu lan quan hồ lang sư từ khương vu đạo vòng về phía bên trái quân địch thiết kỵ soái từ khai lũng đạo vòng về phía bên phải quân địch tập kích kẻ địch chỉ cần có thể cùng hồ lang sư của lâu lan quan hình thành ba mặt kẹp quân địch nhất định có thể tiêu diệt kẻ địch ở bên ngoài lâu lan quan ngoại lê uy long nói hồ soái kế này hay lắm thế nhưng tôi lo lắng hồ lang sư của lâu lan quan không ngăn cản được sự tiến công mãnh liệt của kẻ địch trước khi hổ lang sư và thiết kỵ sư còn chưa vòng tới hai cánh bên trái và bên phải kẻ địch cũng đã bị địch công phá lâu lan quan lưu bảo kim nói để cho thiết huyết sư trấn thủ tây lương quan nhanh chóng chạy tới trợ giúp lâu lan quan trước khi thiết huyết sư chưa tới hổ lang sư nhất định phải bảo vệ lâu lan quan lê uy long nói vâng lưu bảo kim nói chỉ cần thiết huyết sư đến lâu lan quan là có thể kết hợp hổ lang sư giữ thành đợi khi hổ lang sư và thiết kỵ sư phân biệt tập kích hai cánh trái phải của địch, quân địch nhất định sẽ làm loạn lớn. Thiết huyết sư và hổ lang sư có thể thừa dịp ra ngoài, vây quanh ba mặt kẻ địch. Lê Uy Long nói, được, tôi hiểu rồi. Lưu Bảo Kim nói, hổ lang sư của phía Tây, hổ lang sư, thiết kỵ sư, thiết huyết sư đều là tinh nhuệ chuyên môn do Lê Uy Long một tay đào tạo ra, đều là con át chủ bài của quân đoàn có thể đảm đương một phía. Hổ lang sư, chính là sư đoàn lần trước bị Lê Uy Long điều đến thành phố Nam Quảng. Nhưng mà hổ lang sư có 10.000 tướng sĩ, lúc đó Lê Uy Long chỉ là điều 1.000 người ở đó đến thành phố Nam Quảng mà thôi. 5 năm trước, Long Đô phản bội, chủ của Long Đô bị uy hiếp, Lê Uy Long từng dẫn thiết kỵ sư đi mấy nghìn cây số để cứu chúa, dẹp yên nội loạn. Hổ lang sư và thiết huyết sư cũng từng nhiều lần tạo ra công lao lớn, đều là quân đoàn truyền kỳ dưới chướng Lê Uy Long chiến đấu thắng đó. Lệ Uy Long nắm rõ quân đoàn của mình và địa hình phía Tây như lòng bàn tay. Cho nên có thể ở chiến vực phía Nam bày mưu tính kế, quyết thắng nghìn cây số. Sau khi cúp điện thoại, Lệ Uy Long lại nói với các tướng sĩ ở đây, hiện tại tinh nhuệ của liệt ưng quốc bố trí ở phía Tây đã liên hợp với quân địch lang quốc phát động tổng tiến công ở phía Tây ta. Như không ngoài dữ liệu của tôi, không bao lâu nữa, cự hùng quốc triển khai tinh nhuệ trên biển ở phía Đông nhất định sẽ liên hợp với chiến hạm trên biển của khâu dẫn quốc phát động tập kích phía đông của chúng ta. Lê Uy Long nói, may mắn chúng ta đã đem quần thể chiến hạm phía đông điều về, nếu không bên kia phía đông không có giản chiến hạm, thì đúng là không ngăn cản được liên cự hùng quốc và khâu dẫn quốc. Trần Kiệt nói, giàn chiến hạm của chúng ta chạy về phía đông, cho dù có sử dụng tốc độ nhanh nhất, cũng phải mất một ngày một đêm. Chỉ sợ lúc đến nơi thì đã muộn rồi, Lê Uy Long lo lắng nói. Binh lực và trang bị hiện tại của phía đông, cho dù không có chiến hạm, cũng có thể ngăn cản quân địch hai ba ngày, Tổng đốc không cần lo lắng. Trần Kiệt nói, vậy thì tốt, báo cho Trấn Đông Hổ soái Dương Tuấn Vũ, để cho anh ta công tác tốt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhất định phải bảo vệ phía đông. Chỉ cần dàn chiến hạm của chúng ta đến phía đông, sẽ như hổ thêm cánh. Lê Uy Long nói, vâng, Trần Kiệt nói, hiện tại kẻ địch đã tiến công phía tây ta, mà chúng ta lại điều ra một đội chiến hạm, kẻ địch phía nam tùy thời điểm cũng sẽ phát động tiến công, chúng ta cũng phải luôn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lệ Uy Long nói. Vâng, tướng sĩ Đồng Thanh nói. Sau khi kết thúc cuộc họp, Lệ Uy Long trước hết không trở về thành phố Nam Quảng. Hơn nữa trong chiến vực tọa chấn, căn cứ vào tình thế trên các chiến trường lớn, điều binh khiển tướng. Mà Hà Ngọc Lan vẫn đi theo Lệ Uy Long. Lệ Uy Long ở chiến vực, cô ấy đương nhiên cũng phải ở chiến vực chương 588 chỉ cần Lê Uy Long chết, tôi nguyện cống hiến hết sức lực. Ngay sau đó, Trần Kiệt nhanh chóng xác thực mệnh lệnh của Lê Uy Long, phái một tổ đặc công từ khu vực chiến đấu lẻn vào quốc hòa với mục tiêu thanh lý toàn bộ đặc công của địch và quân phản bội ở đây. Tổ đặc công này có tên là Xe Đầu, tất cả thành viên của tổ đặc công Xe Đầu đều là nữ. Tổ trưởng tổ đặc công Xe Đầu tên Trương Minh Nguyệt. Năm nay Trương Minh Nguyệt 22 tuổi đã trở thành đặc công cao cấp của Việt Nam, đồng thời đảm nhận chức tổ trưởng tổ đặc công xe đầu. Quốc Hòa. Tại một căn phòng tối nhỏ, Chu Hoàng Lâm cùng với Chu Hoàng Lâm, Trần An Khang, Phan Thiên nói rất nhiều chuyện, một đám người trò chuyện vui vẻ. Bây giờ Chu Hoàng Lâm cũng không cần Chu Hoàng Lâm, Trần An Khang hay Phan Thiên thay anh ta làm chuyện gì. Dù sao năng lực hiện tại của bọn họ cũng không thể xử lý bất kỳ chuyện gì. Chu Hoàng Lâm, Trần An Khang Phan Thiên chỉ là con em nhà có chút tiền, không học vấn không nghề nghiệp, với năng lực của bọn họ, đừng nói tới việc tiếp cận nhân vật lớn như Lê Uy Long, cho dù tướng lĩnh bình thường bọn họ cũng không thể tới gần được, không thể trông cậy bọn họ ăn cắp được tin tình báo nào. Nhưng ba người này vẫn có giá trị lợi dụng, ví như Chu Hoàng Lâm, anh ta có thể tiếp cận vợ của Lê Uy Long, Chu Nhược Mai. Chu Hoàng Lâm là em họ của Chu Nhược Mai, mặc dù Chu Nhược Mai đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ sở, nhưng nếu để Chu Hoàng Lâm tiếp cận Chu Nhược Mai, cô cùng lắm sẽ chán ghét Chu Hoàng Lâm, chứ không hề nghi ngờ anh ta là quân phản bội. Chỉ cần có thể tới gần vợ của hổ soái Chu Nhược Mai, sau này có thể moi ra được chút tin tình báo từ miệng cô. Còn Trần An Khang và Phan Thiên cũng có giá trị lợi dụng. Hai người này đều là con em thế gia ở Quốc Hòa, bọn họ nhận biết, thậm chí có chút quen biết với những nhân vật có máu mặt ở Quốc Hòa. Anh ta có thể thông qua bọn họ, ngầm thâm nhập xúi dục một vài người có chức vị quan trọng. Để tỏ lòng thành, Chu Hoàng Lâm giống tên nhà giàu nứt đố đổ vách, chuyển khoản trước cho mỗi người 17 tỷ rưỡi, coi như quà gặp mặt. Chu Hoàng Lâm, Trần An Khang và Phan Thiên thấy Chu Hoàng Lâm ra tay hào phóng như vậy, còn không yêu cầu bọn họ làm gì, chỉ nói chuyện phía một chút liền có thể có tới 17 tỷ rưỡi, cảm đám đều tươi cười rạng rỡ, tỏ vẻ biết ơn, thề sống chết trung thành với liệt ưng quốc ba người này mới chỉ nhận được 17 tỷ rưỡi đã rất vui vẻ, cảm thấy bọn họ đã tìm được núi lớn, đã tìm được đường sáng cho bản thân. Mặc dù 17 tỷ rưỡi đối với những con cháu nhà giàu này mà nói không phải số tiền rất lớn, nhưng cũng không dễ có được. Thật ra, 17 tỷ rưỡi đối với liệt ưng quốc mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Nếu ba người này có thể cung cấp được một tin tình báo hữu dụng với liệp ưng, đánh bại được Long Quốc thì 1 triệu 750 nghìn tỷ cũng không nhiều. Thật tốt, Ba cậu về trước đi, sau này nếu có nhiệm vụ gì, tôi sẽ liên lạc với mọi người." Chu Hoàng Lâm nói. "Được rồi, anh Chu Hoàng Lâm, chúng tôi về trước." Chu Hoàng Lâm nói. "Anh Chu Hoàng Lâm, chuyện chúng tôi liên lạc với anh, ngàn vạn lần không thể để người khác biết được." Trần An Khang nói. "Anh Chu Hoàng Lâm, nhận tiền rồi thì phải thay anh làm việc, chỉ cần có thể khiến Lê Uy Long chết, tôi nguyện ý cống hiến hết sức lực cho ngài." Phan Thiên nói. "Ba cậu cứ yên tâm." chỉ cần đi theo tôi, 17 tỷ rưỡi này chỉ là quà gặp mặt nhỏ, sau này có nhiệm vụ rồi, tôi sẽ còn cho các cậu tiền. Chu Hoàng Lâm nói, chương 589 rùa đen rụt đầu. Cảm ơn anh Chu Hoàng Lâm, anh đúng là nhân vật lớn, nếu bọn tôi có thể quen biết anh từ sớm thì sao có thể để tên Lê Uy Long đó đẻ đầu cưới cổ chứ? Chu Hoàng Lâm nói, đúng vậy, anh Chu Hoàng Lâm ra tay hào phóng như thế, sau lưng còn có liệt ưng quốc là hậu thuẫn mạnh mẽ, Chúng tôi đi theo anh Chu Hoàng Lâm nhất định có thể làm nên nghiệp lớn." Trần An Khang nói. "Anh Chu Hoàng Lâm, sau này có gì cần giúp đỡ, cứ việc dặn dò, Phan Thiên tôi nhất định dốc toàn lực, ra sức châu sức ngựa." Phan Thiên nói. "Các cậu về trước đi, tiếp tục kế hoạch biểu tình phản đối Lê Uy Long, tạo thanh thế càng lớn càng tốt." Chu Hoàng Lâm nói. "Được rồi, chuyện này chúng tôi vô cùng thành thạo." Chu Hoàng Lâm nói. "Anh Chu Hoàng Lâm sáng nay vì ngăn cản đội xe của lê uy long mà tôi suýt bị đánh chết thế nên bây giờ vẫn còn hơi sợ hãi phan thiên nói các cậu có thể mua chuộc một số người để bọn họ dẫn đầu phát động các cậu ở phía sau chỉ đạo là được cố gắng đừng lộ diện chu hoàng lâm nói anh ta cũng lo ba người này bị lộ sớm bọn họ có rất nhiều giá trị lợi dụng xảy ra chuyện gì quá sớm thì không còn tác dụng nữa cho nên để bọn họ đứng đằng sau chỉ huy sẽ an toàn hơn chút tốt Đứng sau màn chỉ đạo chắc chắn không có vấn đề gì." Phan Thiên nói. "Được rồi, các cậu về chuẩn bị đi, có chuyện gì cần tôi sẽ liên hệ." Chu Hoàng Lâm nói. "Anh Chu Hoàng Lâm, hẹn gặp lại." Chu Hoàng Lâm, Trần An Khang và Phan Thiên cùng nói. Nói xong, ba người liền rời đi. Quốc Hòa hiện tại đã bị mây đen chiến tranh bao phủ, dù vậy trên đường phố Quốc Hòa lại là biển người cuồn cuộn. Trên đường, tiếng phản đối Lê Uy Long càng lúc càng lớn quân địch đã tiến vào khu vực biển phía nam, tình thế vô cùng nghiêm trọng. Mặt khác, Lệ Uy Long chẳng những không xuất binh chặn định, còn điều động số chiến hạm được phía đông phái tới trở về phía đông nơi đang không có chiến sự. Dân chúng đều cảm thấy hành động này của Lệ Uy Long chính là khuất phục quân địch, muốn từ bỏ khu vực biển phía nam, muốn từ bỏ quốc hòa. Vì thế, dân chúng diễu hành trên đường, giờ biểu ngữ lên án Lệ Lê Uy Long, làn sóng phản đối sóng sau cao hơn sóng trước. Cục diện này đều do Chu Hoàng Lâm, Trần An Khang và Phan Thiên ở trong tối bày ra. Chuyện này đều là Chu Hoàng Lâm kêu bọn họ tiếp tục gây sự. Bọn họ đã nhập hội với Chu Hoàng Lâm, nhận tiền rồi thì nhất định phải bán mạng cho người ta. Chỉ cần nổi dậy, tạo thế lớn thì sẽ có càng ngày càng nhiều những người dân không rõ chân tướng tham gia. Phan Thiên, Chu Hoàng Lâm và Trần An Khang sẽ không tự mình ra mặt trên phố, mà dựa theo lời dặn của Chu Hoàng Lâm, làm người đứng sau ra kế hoạch bọn họ dùng tiền mua một số người, để bọn họ đi trước dẫn đoàn. Nhưng mà, những tên dẫn đầu phách lối thiêu căng kia không biết, khắp quốc hòa lúc này đều có những cô gái trẻ tuổi lạnh lùng núp trong tối, nhìn bọn họ chằm chằm, chụp hình bọn họ lại. Những cô gái núp trong bóng tối này chính là đặc công của tổ đặc công xe đầu. Các cô đã lặng lẽ lẻn vào quốc hòa, nhiệm vụ của các cô là quét sạch đặc công của kẻ địch và cả những tên phản bội kích động dân chúng. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng biết trên đường đều là những người phản đối Lê Uy Long, hai người cũng không đi ra ngoài làm loạn, đều ở trong biệt thự. Một đám người vô cùng tức giận, lập thành đoàn lên núi Tinh Vân, muốn tấn công biệt thự của Lê Uy Long. Lê Uy Long giữ lại một nhóm vệ sĩ chấn giữ xung quanh biệt thự để bảo vệ Chu Nhược Mai. Những người này muốn bao vây biệt thự Tinh Vân, tất cả đều bị vệ sĩ có vũ khí ngăn lại. Kêu tên rùa đen rụt đầu Lê Uy Long ra đây cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng." Người dẫn đầu vung tay lên, hô lớn, "Rùa đen rụt đầu Lê Uy Long cút ra đây. Rùa đen rụt đầu Lê Uy Long, mau cút ra đây." Chương 590 cầu cứu nhưng vô dụng. "Lê Uy Long, đồ nhát gan, mau ra đây." Những người đang vây trước cổng biệt thự Tinh Nguyệt lớn tiếng hò hét. "Tội nhân muôn đời Lê Uy Long, đồ hại nước hại dân, không được chết tử tế." Người đi đầu lại thay đổi một khẩu hiệu khác, hô to, tội nhân muôn đời lệ uy long, đồ hại nước hại dân, không được chết tử tế. Tội nhân muôn đời lệ uy long, đồ hại nước hại dân, không được chết tử tế. Tội nhân muôn đời lệ uy long, đồ hại nước hại dân, không được chết tử tế. Những người vây công biệt thự tinh nguyệt tiếp tục hùa theo. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú hằng trốn trong biệt thự, nghe nhiều tiếng lên án Lê Uy Long như thế cũng bắt đầu sợ hãi. Hai người hoàn toàn không thể tin được, Lệ Uy Long đường đường là tướng năm sao của Long Quốc, thế mà lại bị nhiều người nhục mạ như vậy. Ngày hôm qua, dưới sự bảo vệ của vô số xe chiến đấu, Lệ Uy Long oai hùng xuất hiện ở trên đường của thành phố Quốc Hòa, được vạn người kính nể, ai biết hôm nay lại biến thành chuột chạy qua đường, bị mọi người chửi bới đòi đánh. Rốt cuộc là sao thế này? Chu Nhược Mai vốn tưởng mình có một anh chồng là tướng năm sao thì về sau sẽ được người khác tôn kính, ai ngờ chỉ trong một đêm mà mọi chuyện đã trở thành như vậy mau giải tán đi, nếu ai còn dám gây sự, chúng tôi có quyền hợp pháp giết chết các người. Người đứng đầu bảo vệ phẫn nộ quát, nơi này là biệt thự của Lệ Uy Long, anh theo lệnh đến đây bảo vệ cho hổ soái phu nhân được an toàn, sao có thể để cho bọn côn đồ này đến đây làm càn cho được. Các người không ra tiền tuyến giết địch thì chớ, chẳng lẽ chỉ biết ở đây nổ súng với bình dân tay không tắc sắt như bọn tôi sao? Tên dẫn đầu lại bắt đầu kêu gào. Đúng vậy, có bản lĩnh thì bọn các người ra tiền tuyến giết địch đi, ở chỗ này làm giữ có ích gì. Kẻ địch đã đánh vào vùng biển phía nam của chúng ta, bọn bay lại án binh bất động, chỉ biết uy hiếp bọn tôi thì có tác dụng gì. Tôi ra hạn cho Lê Uy Long phải ra đây trong vòng 3 phút, nếu không bọn tôi sẽ đốt trụi căn biệt thự này. Mọi người kêu gào tới tấp, dường như đang có ý định muốn xông vào. Lúc này thủ lĩnh hộ vệ cũng không dám nổ súng lung tung, để tránh bị vướng vào tội danh bắn chết dân chúng, vì như thế sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực lớn hơn nữa. Anh ấy không dám tự quyết định, cho nên lập tức xin chỉ thị của Lê Uy Long. Bởi vì tập đoàn Digi bị nổ hỏng rồi, cho nên hai anh em Triệu Đình Duy và Triệu Khánh Ngọc không có việc gì làm, bởi vậy buổi tối cả hai hẹn nhau ra cửa dạo phố. Hai anh em Triệu Đình Duy và Triệu Khánh Ngọc đều chịu ơn của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai, hơn nữa hai người cũng biết con người của Lê Uy Long, biết anh tuyệt đối không phải hạng người nhu nhược yếu đuối, cho nên đương nhiên hai anh em sẽ không gia nhập đội ngũ lên án Lê Uy Long. Tuy rằng hai người không biết vì sao Lê Uy Long muốn làm như vậy, nhưng hai người đoán được Lê Uy Long nhất định là có mục đích riêng. Bởi vì đội ngũ lên án Lê Uy Long quá nhiều, lại chia ra nhiều đường, cho nên trên phố vô cùng ẩm ý và hỗn loạn. Sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, ánh hạ nhận được thông báo từ cấp trên, phải ngăn cản cuộc gây rối của những người này lại. Vì thế, cô ấy điều động gần như toàn bộ công an lên phố, bắt đầu đi giải tán những đội ngũ này. Có điều, người lên án Lê Uy Long thật sự quá nhiều, mà công an lại có hạn, trên cơ bản vẫn không thể ngăn cản sự kích động của quần chúng, có lần còn phát sinh xung đột bằng tay chân. càng ngăn cản lại càng thêm lộn xộn, cuộc diện dần dần bị mất khống chế. trong lúc hỗn loạn, Triệu Đình Vi và Triệu Khánh Ngọc bị đám đông đẩy lạc khỏi nhau. đúng lúc này, Triệu Khánh Ngọc đột nhiên bị một người mặc áo đen kéo vào một chiếc Range Rover. Triệu Khánh Ngọc lập tức sợ tới mức hồn vía lên mây vội vã kêu cứu thật to. Nhưng mà, trên phố vốn đang hỗn loạn, hơn nữa cửa xe cũng đã đóng lại, căn bản không có ai nghe được tiếng kêu cứu của cô ấy cả. Triệu Khánh Ngọc vừa mới bị bắt lên xe, chiếc Range Rover đã nhanh chóng vọt ra từ một con hẻm nhỏ rồi nhanh chóng mất dạng. Bởi vì trên đường đang rất hỗn loạn, không thể chạy nhanh được, cho nên bọn họ lựa chọn tẩu thoát từ con hẻm nhỏ. Triệu Khánh Ngọc phát hiện trên xe có tổng cộng 3 người, một người phụ trách lái xe hai người còn lại thì ngồi ở hàng ghế sau và kẹp cô ấy vào giữa mấy người là ai vì sao lại muốn bắt tôi triệu khánh ngọc hoảng sợ hỏi đừng ồn ào còn ồn nữa bọn tao giết mày luôn bây giờ một người mặc áo đen hung dữ trả lời cứu tôi với mau cho tôi xuống xe cứu tôi với triệu khánh ngọc ra sức kêu cứu một người mặc áo đen thấy triệu khánh ngọc chẳng những không nghe cảnh cáo mà còn la lối om sòm lập tức mất kiên nhẫn dùng tay không chém vào sau cổ khiến cô ấy bất tỉnh. Triệu Đình tuy không tìm được em gái giữa biển người hỗn loạn, anh ta vừa nôn nóng tìm vừa hô to, em ơi! Em ơi, em đang ở đâu vậy? Có điều, giữa đám đông đã không còn bóng dáng của Triệu Khánh Ngọc nữa. Triệu Đình tuy càng thêm nôn nóng, chạy như điên tìm kiếm khắp nơi. Bởi vì xảy ra nhiều vụ dẫm đạp, không ít người ngã sóng xoài trên mặt đất, Triệu Đình tuy sợ em gái mình cũng bị người ta đụng ngã, nhưng anh ta phát hiện những người trên mặt đất không có ai là triệu khánh ngọc cả lúc này một người đàn ông mặc áo thun đen đột nhiên vỗ bả vai của triệu đình tuy từ phía sau nói muốn tìm em gái thì đi theo tôi triệu đình tuy giật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy người đàn ông đứng sau mình có nét rất giống người của liệt ưng quốc sốt cuộc anh là ai triệu đình tuy nôn nóng hỏi tôi là ai không quan trọng quan trọng là tôi biết em gái anh đang ở đâu người mặc áo đen nói sao anh lại biết em gái tôi đang ở đâu? Triệu Đình tuy lập tức có một loại dự cảm xấu. Tóm lại là anh có muốn tìm em gái của mình hay không? Muốn thì đi theo tôi. Người mặc áo đen lạnh lùng trả lời. Đương nhiên là muốn, mau dẫn tôi đi tìm em gái. Triệu Đình tuy nói. Vậy đi theo tôi, người mặc áo đen nói xong, liền dẫn đầu đi về phía trước. Triệu Đình tuy đành phải đi theo người mặc áo đen. Đi đến bên cạnh một chiếc Mercedes-Benz, người mặc áo đen nói với triệu đình tuy mau lên xe không phải em gái tôi chỉ bị lạc trên đường do đám đông sao lên xe đi đâu triệu đình tuy cảnh giác hỏi em gái anh không ở nơi này lên xe tôi dắt anh đi tìm em gái người mặc áo đen nói em gái tôi bị các người bắt đi sao triệu đình tuy có dự cảm xấu nếu không phải bị đối phương bắt đi sao bọn họ có thể biết rõ vị trí của em gái mình như thế được nếu anh muốn tìm em gái mình thì đừng nói nhảm nhiều như vậy, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo tôi là được, tôi đảm bảo chút nữa sẽ cho anh được gặp lại em gái." Người mặc áo đen nói. Nghe được người mặc áo đen nói như vậy, Triệu Đình tuy càng thêm xác định em gái mình nhất định là bị đồng lõa của người mặc áo đen bắt đi. Vì tìm được em gái, anh ta không thể không nén giận, lên chiếc mercedes ben của người mặc áo đen. Sau đó, người mặc áo đen nhanh chóng lái xe đưa Triệu Đình Tuy rời đi. Chiếc Range Rover chạy đến và ngừng lại trước một căn nhà cũng nát không người cư trú. Lúc này Triệu Khánh Ngọc cũng trùng hợp tỉnh dậy từ cơn hôn mê. Cô ấy còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người trên xe đẩy xuống xe. Phát hiện chính mình đang ở một nơi xa lạ, một dự cảm xấu đột nhiên dâng lên trong lòng cô ấy. Các người đưa tôi tới nơi này là muốn làm cái gì? Triệu Khánh Ngọc nơm nớp lo sợ hỏi. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, mau đi vào, nhanh lên. Một người mặc áo đen vừa nói vừa lôi Triệu Khánh Ngọc vào căn phòng tồi tàn. Hai người mặc áo đen còn lại theo sát ở phía sau, phòng ngừa Triệu Khánh Ngọc chạy thoát. Sau khi đi vào trong phòng, Triệu Khánh Ngọc phát hiện bên trong còn có mười mấy người mặc áo đen với bộ dáng hung hãn. Nhìn thấy nhiều người mặc áo đen hung hãn như vậy, Triệu Khánh Ngọc lập tức bị dọa, cả người run run rẩy rẩy. Lệ Uy Long nhận được báo cáo từ hộ vệ ở biệt thự Tinh Nguyệt biết được lúc này đang có một đám người vây công biệt thự của mình, lại còn tuyên bố muốn thiêu dụi nó, anh lập tức giận dữ, gọi điện thoại về cho hộ vệ nói, mọi người cản anh ta lại trước đã, đừng để cho bọn họ chạy vào biệt thự. Hổ xoái, bọn họ kích động vô cùng, anh mau ra lệnh cho bọn tôi nổ súng đi. Thủ lĩnh hộ vệ nôn nóng nói, mọi người không thể nổ súng, sẽ tạo ảnh hưởng tiêu cực. Tôi sẽ lập tức cho người của tổ đặc công bóng đêm tới xử lý những kẻ rắt mũi người dân này mọi người chỉ cần cản bọn họ lại là được lê uy long nói bởi vì không ai biết thân phận của những người trong tổ đặc công bóng đêm để các cô ấy ra tay là nhất thích hợp vâng thủ lĩnh hộ vệ nói sau khi cúp điện thoại lê uy long hỏi trần kiệt người của tổ đặc công bóng đêm đã tới thành phố quốc hòa chưa các cô ấy đã đến thành phố quốc hòa từ lâu rồi trần kiệt nói vậy là tốt rồi truyền mệnh lệnh của tôi ra lệnh cho các đặc công của tổ đặc công bóng đêm lập tức chạy tới biệt thự Tinh Nguyệt, xử lý sạch bọn đầu sỏ gây sự. Lê Uy Long nói: "Tuân lệnh." Trần Kiệt lập tức truyền mệnh lệnh của anh cho tổ đặc công bóng đêm. Biệt thự Tinh Nguyệt, lúc này, các hộ vệ đang dốc sức ngăn cản những người âm mưu vọt vào biệt thự. Mấy tên đầu sỏ gây sự thấy hộ vệ không dám nổ súng, lại càng lên mặt, không chút sợ hãi. Lúc này, một nhóm gồm những cô gái mặc quần áo nịt đã lặng lẽ đi tới biệt thự Tinh Nguyệt. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 28.